Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Lục Vân. Tập 3. Lục Vân lách đầu nói, tôi không phải đang cầu xin anh, mà là, cảnh cáo anh. Tao xem mày muốn chết. Sắc mặt Hoa Tí Long trầm xuống, ánh mắt lộ ra hung quang. Đúng lúc này, một gã đàn ông dáng người cường tráng đột nhiên đứng ra nói, Long ca, tôi thấy người này có luyện võ, không bằng để tôi tới chơi với hắn. Người đang nói chuyện tên là Lý Hổ, là tay chân đắc lực. Dưới tay Hoa Tí Long, hẳn có thể có địa vị hôm nay, công lao của Lý Hổ không thể bỏ qua. Hoa Tí Long gật gật đầu, sau đó nói với Lục Vân, tiểu tử, đừng nói tao không cho mày cơ hội, chỉ cần mày có thể chống đỡ hơn 10 chiêu của Lý Hổ, tất cả đều dễ thương lượng, nhưng nếu không chống đỡ được. Hắn cười lạnh một tiếng. Không chỉ Vương Cương không đi được, hôm nay mày, cũng phải ở đây cho lão tử, tiền chuộc, tăng gấp 10 lần. Bùm! Hoa Tí Long vừa dứt lời, lại đột nhiên nhìn thấy Lục Vân hóa thành một đạo tàn ảnh, cuồng bạo một cước đá về phía Lý Hổ. Lý Hổ tuy rằng đúng lúc dùng hai tay giao nhau chặn ở trước người, nhưng cỗ lực lượng khủng bố kia, căn bản cũng không phải là hẳn có thể chống được, hai tay trong nháy mắt bị gãy, ngực cũng theo đó mà lõm xuống. Lục Vân quay đầu nhìn Hoa Tí Long, thản nhiên nói, anh vừa rồi. Nói cái gì? Két, cảm Hoa Tí Long thiếu chút rớt ra. Một cước. Chân chân chính chỉ ra một cước, liền đem Lý Hổ cho đá bay ra ngoài, còn đem cánh tay của hắn đánh đến gãy xương. Người khác có thể không biết chỗ lợi hại của Lý Hổ, nhưng Hoa Tí Long lại vô cùng rõ ràng. Lý Hổ từ 10 tuổi, mỗi ngày kiên trì đánh cọc gỗ, 20 mấy năm đều như vậy. Cánh tay của hắn sớm đã đạt tới trình độ cứng hơn gấp 3 lần người bình thường. Cũng chính nhờ vào đôi thiết thủ này, Lý Hổ có chỗ đứng trong giới, trở thành thủ hạ được Hoa Tí Long coi trọng nhất. Thậm chí Hoa Tí Long đã đem hẳn trở thành người nối nghiệp của mình mà bồi dưỡng. Nhưng hôm nay, ở trước mặt thanh niên tên là Lục Vân này, Lý Hổ thậm chí ngay cả một cước cũng không tiếp được, đôi tay sắt kia giòn giống như cái bánh tráng, đụng là nát. Có thể tưởng tượng một cước này của Lục Vân, uy lực khủng bố cỡ nào. Trong lòng Hoa Tí Long nổi lên sóng to gió lớn, mở to mắt nhìn Lục Vân nói, cậu rốt cuộc là ai? Nhân vật có quyền cước cao minh như vậy, hơn nữa lại còn rất trẻ, tuyệt đối không có khả năng là hạng người vô danh. Cho nên Hoa Tí Long phải hỏi rõ ràng, miễn cho trêu chọc đến thế lực không nên trêu chọc. Tôi là ai? Đối mặt với vấn đề Hoa Tí Long, Lục Vân cười nhẹ một tiếng nói, tôi chỉ là một người có thể hy sinh tính mạng để bảo vệ chị của mình. Trong lòng Hoa Tí Long chấn động, trầm ngâm một lát, bỗng nhiên nghiêm túc nói, xem cậu cũng có bản lĩnh, nếu như làm việc cho tôi không chỉ không làm phiền chị của cậu, còn có thể cho cậu ăn sung mặc sướng, thế nào? Hoa Tí Long nhanh chóng ném cành ô liu ra, im lặng chờ Lục Vân trả lời. Tuy nhiên, Lục Vân cũng là khuôn mặt cổ quái nhìn hẳn một cái. Sau đó nhẹ nhàng phun ra ba chữ, anh không xứng. Anh không xứng. Ba chữ này, có lực sát thương cỡ nào? Đám tay chân xung quanh đều kinh hãi. Bọn họ nằm mơ cũng muốn được Long ca coi trọng, chỉ là thân thủ không được tốt, nhưng tiểu tử tên Lục Vân này thì hay rồi. Long ca chủ động mời chào, hẳn cư nhiên nói ra một câu anh không xứng. Ít nhiều có chút không biết tốt xấu. Hoa Tí Long sắc mặt cũng trầm xuống, nói tiểu tử, tôi vốn tưởng rằng cậu là người thức thời, không nghĩ tới lại rượu mời không thích lại thích uống rượu phạt. Trước mặt nhiều thủ hạ như vật tâm tình Hoa Tí Long tự nhiên khó chịu. Lục Vân làm mất, càng không thể nói lý chính là, Lục Vân lại nguyên văn trả lại cho Hoa Tí Long nói, tôi cũng cho rằng anh là người thức thời, hiện tại xem ra, anh là đang chơi với lửa. Chơi với lửa, ha ha, tôi ngược lại muốn xem là ai đang chơi với lửa. Khóe miệng Hoa Tí Long lộ ra một tia cười lạnh dữ tợn, bỗng nhiên đưa tay vào trong túi áo, lúc lấy ra một cây súng lục tự chế. Công phu tay chân của cậu rất lợi hại phải không? Cậu ra tay rất nhanh phải không? Tôi xem cậu có thể nhanh hơn đạn hay không? Hoa Tí Long có thể lăn lộn tới hôm nay, không có chút gì phòng thân sao được, hẳn đã dựa vào khẩu súng lục bỏ túi này, giết chết vài lão đại. Hôm nay không ngại giết thêm một người nữa. Ánh mắt Lục Vân co rụt lại. Nhìn thẳng Hoa Tí Long nói, anh muốn giết tôi. Ha ha, muốn tôi tha cho cậu cũng được, quỳ xuống dập đầu 100 cái, sau đó chui qua đũng quần tôi. Hoa Tí Long cười lạnh nói. NH6 chứ, Lục Vân lại hỏi. Két. Hoa Tí Long trực tiếp kéo chốt bảo hiểm ra,
coi như đáp lại vấn đề của Lục Vân. Lục Vân dừng một chút. Sau đó, sát ý trên người dâng trào, Diêm Vương báo danh được rồi. Esti làm, bây giờ anh có thể đi. Trong lúc nói chuyện, bước chân Lục Vân đột nhiên đi tới bên cạnh Hoa Tí Long, căn bản không đem để ý đến sự ồn tại của khẩu súng lục bỏ túi kia. Loại tình huống này, Hoa Tí Long trước kia cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp qua, lần nào hắn móc súng lục ra, đối diện đều phải sợ tới tè ra quần. Nhưng Lục Vân ngược lại, đối mặt với họng súng này, hẳn lại tiến lên. Tiểu tử này là một tên điên sao? Hoa Tí Long trong lòng run sợ, nhất là khi nhìn thấy cặp mắt không chút sợ hãi của Lục Vân, hẳn càng thêm xác định. Người này chính là một kẻ điên từ đầu đến đuôi. Cậu còn dám tiến thêm một bước nữa, tôi sẽ nổ súng thật đấy. Hoa Tí Long cũng chưa từng chú ý tới, lúc hẳn nói chuyện, thanh âm đã có một chút run rẩy, cũng hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Phải biết rằng, người cầm vũ khí chí mạng chính là hẳn, vì sao lại có một loại bất an khó hiểu. Hoa Tí Long không kịp suy nghĩ, bởi vì Lục Vân căn bản không để ý cảnh cáo của hẳn, đã cách trước người hẳn không tới 5 mét. Đi chết cho tao. Rốt cục, Hoa Tí Long không chịu nổi áp lực cực lớn, bóp cò. Bùm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Họng súng tràn ngập khói đen, viên đạn xoay tròn tốc độ cao, nháy mắt bản về phía mặt Lục Vân. Nhưng ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này. Phát. Lục Vân đột nhiên quát một tiếng. Chỉ thấy. Viên đạn bản ra với tốc độ cao kia, lại giống như bị lực lượng thần bí nào đó be dừng lại, theo tiếng sóng âm khuếch tán, đột nhiên quay lại đường cũ, dầm một tiếng rơi vào mi âm của Hoa Tí Long. Hoa Tí Long nằm mơ cũng không thể nghĩ đến, trên thế giới này lại còn có chuyện quỷ dị như vậy. Đạn bật ngược lại, hơn nữa còn bị bắn ngược trở về. Hoa Tí Long nghĩ mãi không ra, hẳn cũng không cần hiểu, bởi vì giờ phút này hẳn đã chết rồi. Lục Vân nhàn nhạt nhìn lướt qua thi thể Hoa Tí Long, sau đó rời ánh mắt đi. Đây là lần đầu tiên hẳn sử dụng thần thông giết chết người bình thường của Long Quốc. Phỏng chừng, cũng sẽ không phải là một lần cuối cùng. Sau này ai dám bất kính với các chị, thì đây chính là kết cục. Giờ phút này, chung quanh nhóm tay chân của Hoa Tí Long, đã hoàn toàn bị dọa choáng váng, một thủ đoạn ly kỳ như vây, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, ai tin. Hơn nữa cho dù là tận mắt nhìn thấy, cũng cảm giác như là đang nằm mơ. Thở ra giết người, khủng bố như vậy. Lý Hổ hoảng sợ hỏi, các hạ, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Lục Vân thu liễm sát ý, nhẹ giọng nói, anh có thể gọi tôi là Thiên Sát Vương, cũng có thể, gọi tôi là Vân Thiên Thần Quân. Trời ơi! Vân Thiên Thần Quân, đám người Lý Hổ chấn động, gan mật đều vỡ. Một tồn tại thần thánh của Long Quốc, làm sao lại xuất hiện ở Giang Thành nho nhỏ này? Hơn nữa còn trẻ như vậy. Phù phù. Tất cả mọi người quỳ xuống. Căn bản không cần Lục Vân nói thêm gì, chỉ cần lấy ra danh hiệu Vân Thiên Thần Quân, cũng đủ để cho những người này run rẩy quỳ xuống. Vương Cương giống như sét đánh. Ngu ngốc. Hoàn toàn choáng váng. Hắn làm sao dám tin, tên tiểu tử gầy yếu ở cùng hẳn tại Viện Phúc Lợi Dương Quan, hôm nay, lại trở thành độc nhất vô nhị Vân Thiên Thần Quân. Mà còn hẳn thì lăn lộn như một con chó. Loại người như mày, sống chính là một loại tội lỗi, nếu không nể mặt Ngô Gia Gia, tôi đã sớm giết mày 3-4 lần rồi. Lục Vân nói xong, trong ánh mắt hoảng sợ của Vương Cương, hẳn năm lấy đầu, nhất thời trong đầu Vương Cương biến thành trống rỗng. Lúc này hẳn thật sự choáng váng. Sau khi làm xong những thứ này, Lục Vân liền rời khỏi Bách Vạn Phú Hào. Lý Hổ nhìn thoáng qua thi thể trên mặt đất. Bỗng nhiên đối với tay chân xung quanh lớn tiếng nói, Long ca là tự sát, nhớ kỹ chưa? Vâng, Hổ cai. Lục Vân vừa đi ra khỏi Bách Vạn Phú Hào, thì thấy chị Yên Nhi đãng đăng sát khí vào tới, khi nhìn thấy Lục Vân, cô sửng sốt một chút. Tiểu Lục Vân, Hoa Tí Long không làm gì cậu chứ? Lục Vân cười cười nói, em trai chị thần thông quảng đại. Hoa Tí Long thấy em quỳ còn không kịp, làm sao dám làm khó dễ em? Giờ phút này trên người hẳn đã sớm không còn cỗ khí thế bá đạo vừa rồi, chỉ là một đệ đệ bình thường mà thôi. Liễu Hiên Nhi đè lại bộ ngực phập phồng kịch liệt của cô, thở dài một hơi nói, may mà cậu không sao, nếu không chị. Nhất định phải treo Hoa Tí Long lên lột da rút gân. Lục Vây. Chị Hiên Nhi, chiêu này của chị cũng tạm được.
Đúng rồi, không phải cậu nói muốn đi gặp chị hai sao, đi thôi, chị dẫn em đi. Liễu Hiên Nhi đột nhiên ôm lấy cổ Lục Vân nói. Lục Vân kinh ngạc hỏi, hôm nay chị không đi làm hả? Dù sao cũng đã ra rồi thì đi cùng cậu một chuyến, nhanh lên xe, chị là tài xế lâu năm đấy. Được thôi. Lục Vân đành phải gật đầu, lại đột nhiên hỏi, chị Yên Nhi, có phải chị đã bỏ sót một người không? Ai vậy? Vương Cương. Vương Cương là ai? Tôi không biết, tôi chỉ biết Tiểu Lục. Vân. Xe của Liễu Yên Nhi là một chiếc Mercedes màu đen, bình thường loại xe này đều là nam nhân lái tương đối nhiều, nữ thì không thích hợp lắm. Nhưng Liễu Yên Nhi thì khác. Màu đen phóng khoáng, cùng với khí chất nữ vương của cô vô cùng tương xứng, không có chút cảm giác không thích hợp. Xe chạy như bay trên đại lộ Giang Thành. Liễu Yên Nhi hỏi, tình hình của chị hai cậu đã biết chưa? Chị Khuynh Thành đã nói với em rồi. Lục Vân gật gật đầu. Chị hai Lâm Thanh Đàn, là một lão trung y chuyên trị khoác lác, trước kia làm việc ở bệnh viện trung y Giang Thành, sau đó không biết vì nguyên nhân gì mà từ chức. Hiện tại cô tự mình mở một phòng khám đông y, tên là Hạnh Lâm Đường. Phía trước chính là phòng khám của chị hai. Lúc xe sắp chạy đến Hạnh Lâm Đường, Liễu Yên Nhi mở miệng nói. Cho em xuống chỗ này xuống đi, không cần chị đi theo. Lục Vân cười hắc hắc nói, em chuẩn bị cho chị hai một bất ngờ, chị đi theo, không phải bại lộ thân phận của em sao? Liễu Yên Nhi đột nhiên nhớ tới cảnh tượng ngày mình gặp. Lục Vân, không khỏi trừng mắt nhìn hẳn nói, chị cảnh cáo cậu, chị hai là một cô gái tốt, không chịu nổi sợ hãi. Chẳng lẽ chị Yên Nhi không phải là cô gái tốt? Lục Vân vừa hỏi xong những lời này liền hối hận, bởi vì hẳn cảm giác ánh mắt Liễu Yên Nhi càng ngày càng không đúng. Tiểu Lục Vân, ở nhà có chị cả nhìn chăm chăm, hiện tại không ai quản chúng ta. Giọng nói của cô có một loại mị lực đặc biệt, cũng chính là loại ngự tỷ âm trong truyền thuyết, tràn ngập quyến rũ. Lục Vân cả kinh, vội nói, chị Yên Nhi, em xuống, xe trước. Nhìn bóng lưng Lục Vân chạy trối chết. Khóe miệng Liễu Yên Nhi nhếch lên một nụ cười kinh tâm động phách, hừ, nhát gan. Đi tới Hạnh Lâm Đường. Lúc trước Lục Vân đã xem qua ảnh chụp, cho nên liếc mắt một cái liền nhận ra, bác sĩ ngồi khám chính là chị hai Lâm Thanh Đàn. Lâm Thanh Đàn mặc áo blau trắng, bởi vì là mùa hè, ai áo rất ngăn, lộ ra hai đoạn cánh tay ngó sen chẳng như tuyết, chỗ áo blau phía dưới trẻ ngọn, một đôi đùi đẹp. Trăng nõn chói mắt người nhìn. Chị hai cũng là một đại mỹ nữ. Thừa dịp quán trung y không có ai, Lục Vân nhanh chóng đi vào, ngồi đối diện chị hai. Bác sĩ xinh đẹp, tôi có bệnh. Lục Vân đi thẳng vào vấn đề. Lâm Thanh Đàn ngẩng đầu lên, nhìn thấy một thanh niên đang mỉm cười nhìn cô, khuôn mặt kia có vài phần quen thuộc, không khỏi thất thần. Không thể nào, Lâm Thanh Đàn ở trong lòng phủ định chính mình. Lúc này, giọng Lục Vân lại vang lên, bác sĩ xinh đẹp. Mau giúp tôi khám bệnh đi, đừng đứng ngây ra đó. À, xin lỗi, xin hỏi tiên sinh ngài có chỗ nào không thoải mái? Lâm Thanh Đàn vội vàng xin lỗi. Nhìn bộ dáng co quắp của chị hai, Lục Vân không hiểu sao cảm giác được sự đáng yêu của chị. Hơn nữa, thanh âm của chị hai cũng quá là dễ nghe. Ôn nhu nhỏ nhẹ, như từng giọt, làm cho người. À có cảm giác sung sướng làm dịu nội tâm, không cao lãnh như chị cả. Cũng không quyến rũ như chị ba. Mỹ nữ bác sĩ, bệnh của tôi rất kỳ quái, chính là mỗi lần vừa nhìn thấy mỹ nữ thì sẽ tim đập nhanh, nhất là hiện tại, tôi cảm giác trái tim của mình cũng sắp nhảy ra ngoài, cô nói tôi nên làm gì bây giờ nha? Lâm Thanh Đàn sửng sốt một chút, sau đó mỉm cười trả lời, tiên sinh, cậu đây không gọi là bệnh, đơn giản chỉ là cậu thích thân thể của cô gái ấy mà thôi, tôi đề nghị cậu về nhà tắm nước lạnh trước, xem tình huống có khá hơn một chút hay không. Lục Vân rõ ràng là rãnh rỗi sinh nông nỗi. Nếu đổi lại là người bình thường, khẳng định đã sớm mang hẳn lưu manh sau đó đá hẳn ra bên ngoài. Nhưng Lâm Thanh Đàn vẫn ôn nhu nhỏ nhẹ, dường như vĩnh viễn không biết tức giận. Tính cách như vậy, kỳ thật rất dễ chịu thiệt. Lục Vân thật sự không đành lòng trêu chọc chị hai, vì thế gọi điện thoại cho Diệp Khuynh Thành, một là báo bình an cho cô, nói mình đã từ sòng bạc an toàn đi ra, hai là muốn cô giúp mình giải thích thân phận. Sau khi Lâm Thanh Đàn biết được chân tướng, lại cạch một tiếng, điện thoại rơi xuống đất. Hốc mắt lập tức ươn ướt. Trách không được quen thuộc như vậy, hóa ra không phải ảo giác. Hai chị em ôm nhau, sau đó thì nói về những chuyện xưa.
Lục Vân nhớ lại nói ra, chị hai, còn nhớ khi còn bé chúng a chơi trò ai nhảy xa hơn, chị không cẩn thận đúng quần bị xé rách, em cười chị một trận, kết quả mấy ngày liền chị đều không để ý đến em. Lâm Thanh Đàn không ngờ Lục Vân còn nhớ rõ chuyện này, đỏ mặt, ngụy biện nói bừa, đó rõ ràng là chị cả không phải chị. Lâm Thanh Đàn, chị còn chưa cúp điện thoại, em đã dám ha nước bẩn lên người chị, xem lần sau chị xử lý em như thế nào. Lúc này trong điện thoại di động đột nhiên truyền đến thanh âm lạnh như băng của Diệp Khuynh Thành. Lâm Thanh Đàn lúc này mới phản ứng lại, vừa rồi quá mức kích động, quên cúp điện thoại, vì vậy vội vàng sửa lại, vậy có thể là em nhớ lầm, chắc là chị Tư của cậu. Nói xong liền đem di động từ trên mặt đất nhặt lên, vô tình cúp máy, không cho Diệp Khuynh Thành cơ hội nổi điên nữa. Tiếp theo hai chị em lại hàn huyên một hồi, bỗng nhiên từ ngoài cửa vội vã chạy vào một đôi cha con. Lớn chừng 40 tuổi, nhỏ hơn 20 tuổi. Bác sĩ Lý có ở đây không? Mau đến xem tay ba tôi, cánh tay ba tôi bị gãy rồi. Thanh niên không kịp thở dốc, chạy vào hạnh lâm đường, lập tức vội vàng mở miệng nói. Chỉ thấy trước sau cánh tay trái của cha hắn, xuất hiện một dấu bầm rất lớn, rất rõ ràng là bên trong đã bị gãy xương. Lâm Thanh Đàn không chậm trễ, bác sĩ Lý không có ở đây, hôm nay tôi trực ca, tôi có thể thử xem cho cha anh. Thử xem. Thanh niên lập tức nóng nảy, không được, nữ bác sĩ tôi không tin, tôi chỉ cần bác sĩ Lý. Đối mặt với bệnh tật bình thường, nam nữ bác sĩ khác biệt kỳ thật không lớn, nhưng vết thương liên quan đến xương không giống nhau, nhất là phục hồi vị trí của xương bị gãy, cần có lực tay nhất định, phương diện này nữ bác sĩ khẳng định là không bằng nam bác sĩ. Thanh niên không tin Lâm Thanh Đàn là chuyện bình thường. Hiện nay hạnh lâm đường bao gồm cả Lâm Thanh Đàn. Tổng cộng có 3 vị bác sĩ khám bệnh, trong đó danh tiếng lớn nhất, chính là bác sĩ Lý trong miệng thanh niên, Lý Tuyên. Mỗi lần Lý Tuyên trực ca, chính là lúc bệnh nhân của hạnh lâm đường nhiều nhất, bởi vì bọn họ đều tin tưởng vị bác sĩ này. Đương nhiên, cũng không phải là nói ai danh tiếng lớn, trình độ y thuật của người đó sẽ cao hơn. Lý Tuyên sở dĩ được hoan nghênh như vậy, là bởi vì thầy của hắn, là quốc y đại sư Dư Hồng Văn. Chỉ cần treo bảng hiệu đệ tử thân truyền của Dư Hồng Văn lên đó, người bệnh sẽ theo bản năng cho rằng, Lý Tuyển đáng tin cậy. Đây chính là lý do tại sao, rất nhiều bệnh viện trung y đều bỏ ra giá cao đi mời lại những lão trung y kia, thứ nhìn chúng chính là danh tiếng của bọn họ. Loại tình huống này ở phòng khám nhỏ càng thêm rõ ràng, cho dù trình độ y thuật của Lâm Thanh Đàn có cao hơn nữa, không có danh tiếng, cũng rất khó hấp dẫn người bệnh. Như vậy bọn họ thà đi bệnh viện lớn chữa bệnh còn hơn. Cho nên Lâm Thanh Đàn cũng không có cách nào khác, đành phải bỏ ra giá cao mời Lý Tuyển tới, lúc này việc làm ăn của hạnh lâm đường mới từ từ tốt lên. Tình huống như hôm nay, đã không phải là lần đầu tiên xảy ra. Lâm Thanh Đàn bất đắc dĩ nói, được rồi, mọi người ngồi chờ một lát, tôi gọi điện thoại hỏi bác sĩ Lý xem ông ấy có rảnh không. Lý Tuyển tính tình rất kiêu ngạo. Dù là Lâm Thanh Đàn hay là ông chủ của hạnh lâm đường, đều có chút sợ hãi hắn. Quả nhiên, điện thoại vừa mới chuyển được, đầu dây bên kia Lý Tuyển liền quát Lâm Thanh Đàn một trận, ý đại khái là thời gian nghỉ ngơi không nên làm phiền hắn. Lâm Thanh Đàn ủy khuất cúp điện thoại, nhưng vẫn tận lực dùng ngữ khí ôn nhu nói với người thanh niên, bác sĩ Lý hiện tại đang bận chuyện khác, hay là để cho tôi tới đi. Không được, tôi thả đến bệnh viện chỉnh hình xa một chút. Thanh niên đỡ cha hắn chuẩn bị rời đi, lúc này đã thấy Lục Vân đi ra nói, cậu đã không tin nữ bác sĩ, vậy để cho tôi làm cho. Anh, thanh niên hồ nghỉ liếc hắn một cái. Lâm Thanh Đàn vừa định nói gì thì thấy Lục Vân đưa mắt nhìn cô liền hiểu ý không nói thêm gì nữa. Lục Vân cười nói, đúng vậy, chính là tôi là bác sĩ mới tuyển dụng ở hạnh lâm đường, hơn nữa chuyên trị vết thương xương. Vậy được. Anh mau cho ba tôi xem cánh tay của ông ấy. Thanh niên cũng không có đa nghi. Lục Vân tiến lên nhìn cánh tay bệnh nhân, vẻ mặt bỗng nhiên trở nên ngưng trọng. Tình huống của ba cậu có chút nghiêm trọng. Làm sao vậy? Thanh niên trong nháy mắt thắt chặt trái tim. Đây là sự trật khớp nghiêm trọng của khuỷu tay, chèn ép. Dây thần kinh trụ, dẫn đến rối loạn chức năng hoạt động của khớp ngón tay. Cho nên, thanh niên vội vàng truy vấn. Lục Vân suy nghĩ một chút, nghiêm túc nói, loại tình huống này phải cắt bỏ chỉ. Cắt bỏ chỉ. Ánh mắt thanh niên lập tức trừng to như trâu. Lâm Thanh Đàn cũng biến sắc, nghĩ thầm tiểu Lục Vân sao có thể bịa chuyện lung tung,
nào có người gấy xương cần cắt bỏ chỉ. Vừa rồi lúc Lục Vân đưa mắt cho cô, Lâm Thanh Đàn còn tưởng rằng hắn thật sự nắm chắc, không ngờ lại hồ nháo như vậy. Về vấn đề chữa bệnh, Lâm Thanh Đàn vẫn luôn giữ thái độ nghiêm túc. Cho nên dù cô yêu thương tiểu Lục Vân như thế nào, giờ phút này cũng cảm thấy có chút thất vọng với hắn. Biến mất 15 năm, sao trở về lại trở nên không đáng tin như vậy? Thanh niên lập tức phản ứng lại, tức giận mắng, cắt chỉ, cắt của mẹ anh, rốt cuộc anh có biết chữa bệnh hay không? Người bệnh cũng tức giận đến cả người phát run, lang băm, rốt cuộc tôi đắc tội cậu chỗ nào, sao cậu muốn hại tôi như vậy? Két! Đúng lúc này, Lục Vân đột nhiên dùng tốc độ nhanh như tia sét, ấn vào khớp khuỷu tay của bệnh nhân một cái, trong nháy mắt đem nó đặt về vị trí cũ. Người bệnh bởi vì đang ở trong phẫn nộ, cho nên ngay cả đau đớn cũng không có cảm giác được, cho đến lúc khớp xương trở lại vị trí cũ, hai cha con mới sửng sốt một chút. Hả, vậy là được rồi. Hai cha con làm sao có thể còn không hiểu, vị bác sĩ trẻ tuổi này nói cắt bỏ chỉ là để cho bọn họ rời đi sự chú ý, từ đó giảm bớt cảm giác đau đớn do định vị lại xương trở lại vị trí cũ mang đến mà thôi. Trên thực tế cũng quả thật như thế, vừa rồi người bệnh chỉ lo phẫn nộ. Căn bản ngay cả nửa điểm đau đớn cũng không có cảm giác được. Lúc lấy lại tinh thần, cánh tay đã khôi phục như thường. Bác sĩ, tôi cảm thấy thủ pháp của anh mạnh hơn bác sĩ Lý, sau này tôi đến Hạnh Lâm Đường chữa bệnh sẽ tìm anh, người khác tôi cũng không cần. Hai cha con giao tiền khám bệnh xong, lại hỏi tên Lục Vân, sau đó mới mang ơn rời đi. Trong đôi mắt đẹp của Lâm Thanh Đàn đã sớm nhìn Lục Vân liên tục. Tiểu Lục Vân. Hóa ra cậu thật sự là bác sĩ xương khớp nha, thi chứng chỉ hành nghề khi nào đấy. Lâm Thanh Đàn là một bác sĩ chuyên nghiệp, biết thủ đoạn trị liệu vừa rồi của Lục Vân cao minh đến mức nào, đừng thấy chỉ là một kích một ấn, nhưng phương pháp trong đó lại rất huyền diệu. Phương pháp di chuyển cảm xúc, cốt lõi chính là bất ngờ, điều này trong chữa bệnh cũng không hiếm thấy, giống như lúc bác sĩ nha khoa nhổ răng, đã nói đếm tới 3, kết quả lại rút ra khi đếm tới 1. Đều là vì rời đi lực chú ý của người bệnh. Nhưng vết thương ở xương thì khác. Khi bác sĩ điều trị vết thương ở xương, cần phải thông qua thủ pháp sờ xương trước, sau khi xác nhận phương hướng. Phục hồi, mới bắt đầu dùng sức. Trong quá trình này, bệnh nhân đang ở trong tình trạng căng thẳng và đau đớn cao độ, đôi khi phải vật lộn dữ dội. Mà Lục Vân từ sờ xương đến phục vị, chỉ dùng không đến nửa phút thời gian, trong lúc đó người bệnh vẫn đang trạng thái bị động. Cái này cần năng lực dự đoán cực kỳ chuẩn, không có cái mấy chục năm kinh nghiệm thì sẽ không làm được. Lâm Thanh Đàn kinh ngạc chính là, tiểu Lục Vân hôm nay mới hơn 20 tuổi, từ khi nào luyện ra thủ pháp như vậy. Nhưng đối mặt với vấn đề của chị hai, Lục Vân vừa cười vừa nói, em chưa có thi cũng không có bằng. Cái gì, cậu không có bằng? Lâm Thanh Đàn há to miệng, hồi lâu mới lấy lại tinh thần nói, cậu làm nghề y phi pháp. Lục Vân còn tưởng rằng chị hai muốn khen mình một trận, không nghĩ tới lại nói ra một câu như vậy, thật không hổ là chị hai. Sau đó, Lâm Thanh Đàn quyết định dẫn Lục Vân ra ngoài dạo, chơi, vì thế trả lương gấp đôi, nhờ một bác sĩ khác tới giúp cô thay ca. Nhiều năm như vậy không gặp tiểu Lục Vân, khẳng định phải tốn nhiều thời gian ở bên hẳn. Chỉ thấy Lâm Thanh Đàn cởi áo blau trắng, lộ ra một chiếc áo sơ mi in hoa màu tím không tay bên trong. Vạt áo buộc vào trong váy cao eo màu hạch, phác họa ra một đường cong kinh người. Lục Vân nhìn không được nói, chị hai, đi hai bước xem. Có chuyện gì vậy? Lâm Thanh Đàn còn tưởng rằng Lục Vân cảm thấy quần áo của nàng khó coi, không chỉ đi hai bước, còn đi hai vòng. Nếu cậu cảm thấy bộ quần áo này không đẹp, chị liền đi thay. Không cần, rất đẹp. Lục Vân vội vàng khoát tay áo. Rất nhanh. Hai chị em ra cửa. Đáng tiếc ông trời không chiều lòng người, còn chưa đi dạo bao lâu, trên trời đột nhiên đổ mưa to không hề báo trước. Trước tiên phải tìm một chỗ trú mưa. Đây không phải là bác sĩ Lâm sao, nghe nói cô hiện tại tự mình mở phòng khám, thật là lợi hại nha. Lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền đến một âm thanh âm dương quái khí, chỉ thấy một phụ nữ tuổi trẻ cũng chạy đến bên này tránh mưa, bên cạnh còn đi theo một ông già khoảng 50 tuổi. Lão nam nhân cởi áo của ông ta ra. Giống như Sugar Daddy đang giúp người phụ nữ của mình lau chùi nước mưa trên đầu. Lục Vân hỏi, chị hai, chị biết người phụ nữ này? Hẳn vừa nhìn nữ nhân này liền không thoải mái, chủ yếu là nữ nhân này lúc nói chuyện ngữ khí,
giống như là mang theo sự đố kỵ. Cô ấy tên là Mã Dung Dung, là một y tá của Bệnh viện Trung y Giang Thành. Lúc trước khi Lâm Thanh Đàn còn làm việc ở Bệnh viện Trung y Giang Thành, y tá tên Mã Dung Dung này mỗi ngày đều gọi cô là bác sĩ Lâm, nhưng sau khi Lâm Thanh Đàn từ chức, thái độ của cô lập tức thay đổi. Kỳ thật còn có một nguyên nhân rất quan trọng là, lúc trước con trai chủ nhiệm khoa Hồ Siêu theo đuổi Lâm Thanh Đàn, tất cả mọi người đều cảm thấy tiền đồ của Lâm Thanh Đàn rộng mở vô lượng. Thái độ của Mã Dung Dung đối với cô cũng rất đặc biệt. Nhưng sau đó, Lâm Thanh Đàn cự tuyệt Hồ Siêu, Mã Dung Dung cũng lười lấy lòng cô nữa. Thấy hai người nói chuyện thân mật, thanh âm quái khí của Mã Dung Dung lại vang lên, ánh mắt bác sĩ Lâm thật sự là ưu tú, không cần tài nguyên tốt như Hồ Siêu, lại tìm một thứ đồ chơi như vậy. Mã Dung Dung, cô nói đủ chưa? Lâm Thanh Đàn tức giận nhìn Mã Dung Dung, tuy rằng tính cách nàng ôn hòa, nhưng Mã Dung Dung thật sự rất khiến người ta phiền phức, đổi lại là ai cũng phải tức giận. Mã Dung Dung châm chọc liếc Lục Vân một cái, nói chẳng lẽ tôi nói sai? Không phải tôi nói cô nha bác sĩ Lâm, cho dù cô chướng mắt Hồ Siêu, cũng có thể tìm một người bạn trai lớn tuổi hơn một chút, nếu như người nhà biết, sẽ rất đau lòng đó. Cô ta vừa nói ra lời này, lão đàn ông bên cạnh càng thêm ra sức, nào, bảo bối, bên này lau đi, đừng để cảm lạnh, anh sẽ đau lòng. Nhìn đôi kỳ quái này, Lâm Thanh Đàn muốn ói. Lúc này, Lục Vân đột nhiên nói một câu đây chờ em một lát, em đi một chút sẽ tới. Chị hai, chị ở. Nói xong hắn liền vọt vào màn mưa, Lâm Thanh Đàn muốn gọi hắn lại cũng không kịp. Mã Dung Dung chào phúng càng thêm châm chọc nói, bác sĩ Lâm, tôi xem bạn trai cô bệnh não không nhẹ đâu, trời đang mưa còn chạy ra ngoài, cá nhân tôi đề nghị cô đổi một người bạn trai khác đi. Lâm Thanh Đàn hừ lạnh một tiếng, xoay người đi không muốn phản ứng với con ruồi khiến người ta chán ghét này. 10 phút trôi qua. Đột ngột. Bùm. Một chiếc xe có dán biển số tạm thời mới tinh đột nhiên chạy tới ngừng lại ở trước mặt mọi người. Lục Vân thò đầu ra nói chị, em đi dạo một vòng cũng không thấy chỗ bán ô, chỉ có một cửa hàng 4S, liền tiện tay mua một chiếc xe để tránh mưa. Nơi tránh mưa còn có mấy người qua đường, trong nháy. Mắt nhìn thấy siêu xe chạy tới, bọn họ liền mất bình tĩnh. Mẹ kiếp! Bugatti Veyron, mấy chục triệu đấy. Mà càng làm cho bọn họ nghẹn họng chân chối vẫn là câu nói kia của Lục Vân, đi dạo một vòng cũng không thấy chỗ. Bán ô, chỉ có một cửa hàng 4S, liền tiện tay mua một chiếc xe để tránh mưa. Tiện tay mua một chiếc xe thể thao chỉ để tránh mưa. Người có tiền đều tán gái như vậy sao? Theo không kịp an. Lâm Thanh Đàn cũng run rẩy, nghĩ thầm tiểu Lục Vân cũng quá khoa trương, nhưng mà... cũng rất hả giận. Trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, Lâm Thanh Đàn hất cam trắng như tuyết, đi vào xe thể thao. Mà giờ phút này Mã Dung Dung, đã sớm hóa đá. Còn cần nói gì nữa không? Sự dịu dàng của bạn trai cô, trước chiếc Bugatti Veyron của tôi, là vô giá trị. Lúc này Lục Vân còn có ý ám chỉ nói một câu, ai, tuổi trẻ ăn chơi đến già thì súng không còn đạn. Lão già nhất thời run lên, nghi hoặc tiểu tử này làm như thế nào nhìn ra hắn không được, nhưng còn không đợi hắn. Đặt câu hỏi, chợt nghe thấy oanh một tiếng. Bugatti Veyron khởi động, bắn tung tóe nước bẩn trên người Mã Dung Dung. Lão già đành phải xấu hổ cười nói, quần áo bẩn, để anh lau cho em. Về nhà lau cho mẹ anh đi. Mã Dung Dung thét chói tai tát lão nam nhân một bạt tai, sau đó liền vọt vào trong mưa to. Trên xe thể thao, Lâm Thanh Đàn tò mò hỏi, em trai, chiếc xe này em mua bao nhiêu tiền? Cô không hiểu rõ lắm về thương hiệu xe, cũng giống như đại đa số các cô gái, chỉ biết Mercedes, BMW. Bugatti Veyron, thật đúng là chưa từng thấy qua. Nhưng nhìn cấu hình của chiếc xe này, hẳn là giá cả sẽ không quá thấp. Lục Vân thuận miệng nói, đại khái 1-2 triệu, cụ thể bao nhiêu em cũng không hỏi, trực tiếp bảo nhân viên bán hàng quẹt thẻ mua. Sau khi trở lại Giang Thành, Lục Vân vẫn luôn dùng xe của các chị, có đôi khi quả thật không tiện. Hôm nay vừa vặn đụng phải Mã Dung Dung, lại bị trào phúng một trận, dứt khoát mua một chiếc xe đến ra oai với ả a một chút. Giá cả cụ thể của xe, Lục Vân thật đúng là không hỏi. Hẳn đi vào 4S cửa hàng, nhìn thấy chiếc này Bugatti, Veyron không tệ, liền trực tiếp quăng ra thẻ đen nói, không cần giới thiệu, lấy chiếc này đi, thanh toán một lần. Nhân viên bán hàng vừa nhìn thẻ đen,
nhất thời cả người đều có tinh thần. Đây chính là thẻ VIP cấp chí tôn do Long Quốc Thương hội phát hành, chỉ có những người thân phận cực kỳ tôn quý mới có tư cách đạt được. Nhân viên bán hàng giống như là đánh máu gà, muốn hưng phấn bao nhiêu thì hưng phấn bấy nhiêu, bình thường phải hơn nửa giờ mới có thể làm xong biển xe tạm thời, nhưng với trường hợp này thì lập tức thay cho Lục Vân. Hai người không quay về Hạnh Lâm đường, mà chậm rãi chạy dọc theo bờ sông. Mưa cũng dần dần ngừng. Ánh mặt trời chiếu lên mặt sông Trương Giang, sóng gợn lăn tăn, thậm chí còn có thể nhìn thấy có cá vui vẻ nhảy ra khỏi mặt sông. Lục Vân rất hưởng thụ thời gian như vậy. Yên tĩnh chạy một lát, Lâm Thanh Đàn đột nhiên mở miệng hỏi, tiểu Lục Vân, chị cả và chị ba của em đã sắp xếp công việc cho em chưa? Lục Vân cười khổ lắc đầu. Chị cả Diệp Khuynh Thành lúc trước an bài Lục Vân đảm nhiệm quản lý bộ phận nhân sự của tập đoàn Khuynh Thành, mặc dù nói chỉ là cho có, nhưng Lục Vân cũng không thích. Về phần chị B, quên đi, đến quán bar của cô ấy làm bartender à? Hay là đi làm nhân viên quét dọn xem sân khấu? Lâm Thanh Đàn suy nghĩ một chút nói, vốn chị muốn cho em đến Hạnh Lâm đường làm việc, nhưng em không có giấy chứng nhận hành nghề y, đó là một phiền toái. Không có việc gì, em có thể giúp bốc thuốc lại không cần giấy chứng nhận hành nghề. Hắc, chỉ chờ những lời này của cậu. Lâm Thanh Đàn giảo hoạt nói, ngày mai là ngày bác sĩ Lý Tuyền ngồi khám bệnh, người bệnh khẳng định rất nhiều, mà chị lại muốn đi nhập một nhóm thuốc đông y, cho nên liền nhờ cậu rồi. Chị hai, chị lừa em vào chồng. Lục Vân đưa tay sờ tới vòng eo mềm mại của chị hai. Lâm Thanh Đàn hất tay Lục Vân ra, nói, lái xe cẩn thận. Được rồi. Lục Vân vừa mới chuẩn bị thành thật lái xe, bỗng nhiên liền nhìn thấy cách đó không xa một bà già, lảo đảo hướng bên này đi tới. Mẹ kiếp! Ngày đầu tiên mua xe đã gặp phải va chạm, thật sự là phục. Hai người xuống xe, lập tức thấy lão thái thái kia vịn bánh xe, kêu to không ngừng. Đụng người rồi, đụng người rồi, cứu tôi! Lão thái thái kêu to, trên đường có mấy thanh niên lưu manh, lập tức chạy tới. Lão thái thái bà không sao chứ? Hai người này đâm vào bà, mọi người phải làm chủ cho lão già này a, ôi tương đương. Mấy thanh niên lập tức nhìn về phía hai người, khi nhìn thấy Lâm Thanh Đàn, trong ánh mắt toát ra một tia tham lam. Cô gái này, cực phẩm. Nhưng mà đây không phải mục đích của bọn họ, mục đích của bọn họ là lừa tiền. Chỉ thấy một tên tóc vàng nhìn Lục Vân, huynh đệ, cậu đụng ngã vị lão thái thái này, không định bồi thường sao? Lâm Thanh Đàn tức giận nói, không phải chúng tôi đụng, rõ ràng là bà ta tự mình nhào tới. Vậy sao, sao tôi nhìn thấy chính là các người đụng? Tóc vàng cười lạnh một tiếng, lại hỏi mấy thanh niên đứng bên cạnh, mọi người có nhìn thấy không? Thấy rồi, chính là chiếc Bugatti Veyron này đâm vào. Nghe thấy không, tất cả mọi người nhìn thấy chính là các người đụng, các người còn có cái gì rảo biện? Tóc vàng lại nhìn về phía Lục Vân nói, huynh đệ. Tôi thấy cậu lái chiếc xe đắt tiền như vậy, cũng sẽ không quan tâm đến mấy đồng tiền thuốc men đúng không? Ở cái thời đại bịa đặt này, chỉ cần dàn dựng rồi quay một video, lại phối hợp một tiêu đề dự test câu view, trắng cũng có thể biến thành đen. Lúc trước chuyện của tập đoàn Khuynh Thành nếu như không phải Lục Vân đứng ra, phỏng chừng cũng sẽ rơi vào kết cục toàn dân phỉ nhổ. Đám người tóc vàng chính là nhìn trúng điểm này, mới dám trắng trợn làm như vậy. Hơn nữa bọn họ bình thường đều làm một vụ thì đổi một chỗ, căn bản không sợ những kẻ có tiền đó trả thù. Huống hồ, mấy ngàn đồng đối với loại công tử lái mấy chục triệu xe sang trọng này mà nói, căn bản là không đáng nhắc tới. Đổi lại là người bình thường, gặp phải tình huống này, khả năng phải bán nhà phá sản, nhưng rất đáng tiếc, bọn họ hôm nay đụng phải chính là một tôn sát thần. Đám người tóc vàng vừa ra sân, Lục Vân liền nhìn ra. Bọn họ cùng một phe với lão thái thái này. Đây không phải là va chạm đơn giản, mà là mang tính chất tống tiền. Lục Vân nghĩ một hồi, đột nhiên ngồi xổm xuống đất nói với lão thái thái, lão thái thái, tôi thấy bà cũng không giống là đang bị thương mài. Cậu nói không giống thì không giống sao? Lão thái thái hung hăng trừng mắt nhìn Lục Vân một cái, có bị thương hay không hẳn là do bệnh viện định đoạt, một là cậu bỏ ra 1-2 vạn mang tôi đi bệnh viện làm kiểm tra tổng quát toàn thân. Hai là đưa cho tôi mấy ngàn tệ tiền giải quyết riêng, cậu chọn đi. Thật đúng là trùng hợp, tôi và chị của tôi đều là bác sĩ, không cần đi bệnh viện nữa, bây giờ tôi sẽ kiểm tra luôn cho bài. Cái gì, cậu là bác sĩ?
Trong lòng lão thái thái nhất thời lộp bộp nhảy dựng lên, hôm nay bước chân ra đường quên xem ngày ư. Nhưng mà rất nhanh bà ta liền trầm mặt nói cậu là bác sĩ thì tôi liền tin cậu sao, nhưng mà nếu cậu là bác sĩ thật, chẳng lẽ bằng mắt thường có thể nhìn ra tình hình của tôi sao? Tôi bị thương bên trong, là bên trong cậu hiểu không? À, Lục Vân nhướng mày, sao bà biết mình bị thương bên trong? Tôi thấy bà không phải rất tốt sao, mặt mày hồng hào, không xảy ra vấn đề gì cả. Lão thái thái tức giận nói, tôi nói này, sao cậu lại rong dài như vậy, hiện tại tôi không nhúc nhích được, cả người đều. Đau, không phải bị thương bên trong thì là gì? Nói xong bà ta lại kêu lên. Lúc này Lục Vân bỗng nhiên lộ ra một nụ cười quỷ dị, thừa dịp tất cả mọi người không chú ý, nhanh chóng ấn xuống một huyệt vị trên người lão thái thái. Lão thái thái còn đang kêu la, nhưng một lát sau, tiếng kêu của bà đột nhiên ngừng lại, sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi. Một âm thanh ọt ọt từ bụng truyền ra. Có chuyện gì thế này? Làm sao lại muốn đi nhà xí lúc này? Lão thái thái nghẹn mặt biến thành xanh tím, cuối cùng nhịn không được nhảy dựng lên nói, không được, không nhịn được nữa. Nói xong liền nhanh như chớp chạy không thấy bóng dáng đâu. Lục Vân cảm thán nói, bà lão thân thể thật tốt, bị thương. Còn có thể chạy nhanh như vậy. Nhìn lão thái thái trong nháy mắt biến mất không thấy tăm hơi đâu, đám người tóc vàng hai mặt nhìn nhau. Cái này không giống với kịch bản đã viết đâu. Hoàng Mao ca, chúng ta nên làm gì bây giờ? Còn muốn tiếp tục lừa tiền không? Hoàng Mao ca, em có một chủ ý, không bằng chúng ta lần này chơi một vố lớn, anh xem cô gái kia, thật xinh đẹp, không bằng. Người này còn chưa nói xong, đột nhiên cảm giác thân thể treo lơ lửng, ngay sau đó tựa như một cây lao hình người, lao thẳng xuống sông Trương Giang. Má ơi! Đám người tóc vàng mắt chữ A mồm chữ O nhìn theo tên đang ngụp lặn dưới sông. Nơi này cách sông Trương Giang ít nhất cũng 10 mét, cứ như vậy nhẹ nhàng ném một người xuống sông. Tiểu tử này là quái vật con mẹ nó đúng không? Tóc vàng kinh hãi. Lục Vân liếc mắt nhìn bọn họ nói, mọi người tự mình nhảy, hay là muốn tôi động thủ? Anh, chúng em tự nhảy, không cần làm phiền anh. Đám người tóc vàng cười khổ, chạy đến bên cạnh Trương Giang. Dầm một tiếng nhảy xuống sông. Lâm Thanh Đàn kinh ngạc há to đôi môi đỏ mọng nói, tiểu Lục Vân, sao sức của em lại mạnh như vậy? Lục Vân đắc ý nói, luyện một chút là được ấy mà. Ngày hôm sau, Lâm Thanh Đàn lên tỉnh lấy thuốc, Lục Vân thì ở lại Hạnh Lâm Đường làm trợ thủ bốc thuốc. Hôm nay bệnh nhân quả nhiên chật ních, xếp một hàng dài, từ bàn khám xếp hàng ra ngoài cửa lớn. Bởi vì bác sĩ ngồi khám hôm nay là Lý Tuyền, đệ tử thân truyền của quốc y đại sư Dư Hồng Văn. Chỉ cần cái danh hiệu này, cũng đủ để hấp dẫn vô số người bệnh đến đây. Bên trong Hạnh Lâm Đường, ngoại trừ Lục Vân, còn có hai người trẻ tuổi khác, đều là học sinh của Lý Tuyền. Dù vậy, vẫn có chút bận rộn, người bệnh thật sự là nhiều lắm, hơn nữa người bệnh còn đang cuồn cuộn không ngừng chạy tới, tựa hồ con rồng dài này vĩnh viễn cũng xếp không hết. Lúc Lục Vân hỗ trợ bốc thuốc, xem qua phương thuốc của Lý Tuyền, cũng khẽ nhíu mày. Lý Tuyền này, đức không xứng tài. Trong tất cả phương thuốc của hẳn, đều tăng thêm rất nhiều dược liệu an thần. Loại dược liệu này nói thật, trong một đơn thuốc đông y chỉ cần hai vị là đủ rồi, nhiều hơn cũng vô dụng, nhưng trong phương thuốc Lý Tuyền, lại lên tới 5-6 vị. Đây rõ ràng là hành vi kiếm tiền. Nhưng mà người bệnh cũng không nói gì, Lục Vân cũng lười quản nhiều, đều là chuyện ngươi tình ta nguyện. Thật ra thế nhân vẫn luôn có sự hiểu lầm với thuốc đông y, cho rằng dược liệu càng nhiều, hiệu quả trị liệu lại càng tốt, kỳ thực không phải, một phương thuốc tốt, chỉ cần có quân thần, tả, hữu bốn loại dược liệu này là được, nhiều nhất cũng sẽ không vượt qua 10 loại dược liệu. Chỉ có điều mỗi bác sĩ đều có thói quen của mình, thường thường sẽ thêm vào trong phương thuốc một ít dược liệu vô hại, để biểu lộ đặc sắc cá nhân. Điều này cũng dẫn đến phương thuốc đông y trên thị trường hiện nay, ít thì 10 vị. Nhiều thì lên tới 20-30 vị. Đây là một loại hiện tượng thiếu hiểu biết của người dân đối với trung y, nhưng hết lần này tới lần khác người bệnh chỉ chấp nhận những điều mình cho là đúng, nếu như đơn thuốc nào tinh giản, lược bớt vài vị thuốc thì bị người bệnh cho rằng vị bác sĩ đó không có trình độ. Lý Tuyền có hào quang là đệ tử của quốc y đại sư, thì lại càng không khiến cho người bệnh hoài nghi. Thậm chí có vài bệnh nhân sau khi lấy được thuốc đông y, còn mừng thầm dược liệu của tôi nhiều hơn của anh. Nhất định là bác sĩ Lý Tuyền đối với tôi quan tâm hơn. Rất nhanh,
thời gian buổi sáng trôi qua hơn phân nửa, nhưng bệnh nhân vẫn còn rất nhiều. Lần này khám bệnh là một bé gái, cũng chỉ 1-2 tuổi, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, trên trán phủ kín mồ hôi. Lý Tuyền chẩn đoán xong nói, chứng nhiệt điển hình, tôi khai một đơn thuốc canh bạch hổ cho con bé uống là được rồi. Nói xong Lý Tuyền liền kê một đơn canh bạch hổ. Nhưng khi hai mẹ con cầm thuốc chuẩn bị lại đột nhiên nhận ra một tia khác thường, mở miệng nói ơi, chờ một chút. Có chuyện gì vậy? Người phụ nữ dừng bước, xoay người nghỉ hoặc nhìn Lục Vân. Tôi muốn hỏi là, vì sao cô bé này luôn cầm lấy quần áo của cô, giống như là muốn chui vào đấy vậy? Lời này vừa nói ra, sạc mặt người đàn bà lập tức thay đổi, còn tưởng rằng Lục Vân đang cố ý đùa giỡn. Nhưng lúc này lại nghe Lục Vân nghiêm túc nói, cô à, xin người thành thật trả lời vấn đề của tôi, bởi vì chuyện này liên quan đến tính mạng con gái cô. Thấy nét mặt Lục Vân nghiêm túc, hơn nữa trong ánh mắt không có chút tạp niệm nào, người phụ nữ liền biết là mình hiểu lầm hẳn, vì thế nghiêm túc hồi đáp niếp niếp nói con bé lạnh. Lạnh? Trời đang nóng thế này sao lạnh được chứ? Lục Vân nhíu nhíu mày, tiến lên một bước nói, cô ơi, có. Thể để tôi bắt mạch cho cô bé một lần được không? Người phụ nữ gật gật đầu. Liên quan đến vấn đề tính mạng của con gái bà, người phụ nữ đương nhiên phải cẩn thận, chẩn đoán thêm một lần thì an tâm thêm một lần. Vì thế Lục Vân đặt ngón tay lên cổ tay cô bé. Mạch tượng tuy rằng bình thường, nhưng không có lực, thân thể rõ ràng là đang nóng, sao lại cảm thấy lạnh? Lục Vân lại nắm ngón trỏ cô bé nhìn một chút, cuối cùng ngữ khí ngưng trọng nói, đây không phải nhiệt chứng, mà là hàn chứng. Hàn chứng. Lời này vừa nói ra, nhất thời những người xếp hàng xem bệnh trong Hạnh Lâm Đường, đều không nhịn được cười ra tiếng. Ha ha ha, tiểu tử ngươi là đang đùa mọi người sao, xem trên trán đứa nhỏ này sắp thành cái lồng hấp rồi, cậu lại còn nói con bé là hàn chứng, cũng thật hài hước. Đúng nha, bác sĩ Lý đã nói là nhiệt chứng. Cậu còn nói ngược lại, có phải cảm thấy y thuật của cậu còn cao hơn bác sĩ Lý? Thật sự là làm tôi cười chết, ha ha ha. Những bệnh nhân này tuy rằng không có học qua y, nhưng là bọn họ còn có mắt, người sáng suốt vừa nhìn liền biết, cô bé này đang bị nóng trong người. Có dấu hiệu nào là bị hàn chứng đâu, nói dối cũng không biết viết nháp ra trước à. Người phụ nữ cũng biến sắc, tức giận nói, cậu rốt cuộc có hiểu hay không, không hiểu cũng đừng chẩn đoán bừa. Xảy ra chuyện cậu chịu trách nhiệm sao? Lục Vân với bác sĩ Lý, cô ta đương nhiên tin tưởng chẩn đoán của bác sĩ Lý. Lúc này Lý Tuyền cũng hừ lạnh một tiếng nói ra, một người mới tới học việc, bản lĩnh còn chưa học được bao nhiêu, liền dám nhảy ra nghỉ ngờ y thuật của tôi, Lâm Thanh Đàn sao lại tuyển loại người như cậu vào vậy? Ngay từ đầu Lục Vân nói muốn bắt mạch cho cô bé, Lý Tuyền cũng đã rất khó chịu, nhưng hắn không lên tiếng. Mà là muốn nhìn xem người này rốt cuộc có thể chẩn đoán ra thứ gì. Nếu như chẩn đoán như nhau, Lý Tuyền sẽ không nói gì, nhưng người này hay rồi chẩn đoán hoàn toàn ngược lại. Đây không phải là đang đối đầu với mình sao? Lý Tuyền đương nhiên khó chịu. Hóa ra là người mới tới, y thuật bác sĩ Lý cũng có thể so. Sánh với cậu sao? Tiểu tử, khuyên cậu một câu, không hiểu thì đừng nói, nhảy ra làm gì, chỉ chuốt lấy mất mặt thôi. Ha ha, bác sĩ Lý là đệ tử của Quốc Y Đại Sư, cậu là cái thá gì, ngay cả một ngón chân của bác sĩ Lý cũng không bằng. Người trẻ tuổi bây giờ thích nổi tiếng thế ư. Mọi người vừa nghe Lục Vân là người mới tới, càng thêm trào phúng châm chọc hắn. Đầu câm miệng cho tôi. Lúc này, Lục Vân đột nhiên quát lạnh một tiếng, ánh mắt lạnh lùng đảo qua mọi người, đệ tử của Quốc Y Đại Sư sẽ không phạm sai lầm sao? Đệ tử của Quốc Y Đại Sư là thần sao? Đệ tử của Quốc Y Đại Sư không cho phép nghỉ ngờ sao? Thanh âm của hắn trong nháy mắt chấn động mọi người. Tiếp theo, Lục Vân lại nhìn về phía Lý Tuyền, lớn tiếng chất vấn, trong lạnh ngoài nóng, ông nói cho tôi biết đây là cái gì? Bùm! Lý Tuyền giống như là bị khí thế của Lục Vân hù dọa, mạnh mẽ lui về phía sau một bước, thái dương cũng đột nhiên lăn xuống một giọt mồ hôi. Trong lạnh ngoài nóng, ý tứ chính là, người bệnh trong cơ thể hàn khí ngưng tụ. Dương khí bao trùm ở bên ngoài, do đó biểu hiện ra nhiệt tượng. Triệu chứng của loại bệnh nhân này chính là mạch tượng vô lực, lưỡi chẳng nhạt, thân nhiệt cao nhưng lại muốn mặc thêm áo, khát nước nhưng không muốn uống, vừa vặn giống với tình hình của cô bé. Chẳng qua loại dấu hiệu này không thường thấy, Lý Tuyền sơ sẩy một cái liền chẩn đoán sai. Nhưng mà, đối mặt với sự hung hăng của Lục Vân,
Lý Tuyền lại cần răng một cái, nói bậy, tôi không hiểu cậu đang nói gì. Ban đầu mọi người thấy Lục Vân lý luận sách bản, cũng cho rằng hẳn nói là thật, nhưng sau khi nghe được những lời này của Lý Tuyền, lại cảm thấy Lục Vân đang nói nhảm. Ngay cả bác sĩ Lý cũng chưa từng nghe nói qua khẳng định tên này đang nói bậy. Thần sắc Lục Vân lạnh lùng, thất vọng lách đầu nói, Lăng Băm, ông quả thực là sỉ nhục của ngành y. Nếu như Lý Tuyền biết sai có thể sửa, ngược lại còn không có gì, vốn y học chính là cần không ngừng tích lũy kinh nghiệm, ai cũng có lúc phạm sai lầm. Nhưng Lý Tuyền này, rõ ràng sai rồi, lại còn sống chết không thừa nhận. Hắn không xứng đáng làm bác sĩ. Cậu nói ai là Lang Băm? Lý Tuyền vừa nghe Lục Vân mảng hẳn là Lang Băm, nhất thời liền tức giận. Lục Vân lại mang ông là Lang Băm. Cậu lặp lại lần nữa đi. Lang Băm. Lý Tuyền nổi trận lôi đình, thiếu chút nữa muốn xông lên đánh nhau với Lục Vân, nhưng vừa nhìn khí thế này của Lục Vân, lại lập tức sợ hãi. Lục Vân lười quan tâm hắn ta, xoay người nói với người phụ nữ, cô ơi, đơn thuốc canh bạch hổ thật sự không thể uống, tôi giúp cô đổi đơn thuốc khác. Tôi nói có thể uống là có thể uống. Lý Tuyền lớn tiếng nói, nhưng vừa dứt lời, lại đột nhiên vang lên một tiếng bạt tai. Không có uống chỉ có ăn tát thôi. Lục Vân tát Lý Tuyền một cái, hiển nhiên là vô cùng tức giận. Một hung thủ giết người vì bảo toàn thể diện của mình, có thể coi tính mạng cô bé không ra gì, không đánh hắn chẳng lẽ còn giữ lại để bái tế sao? Lục Vân đương nhiên biết Lý Tuyền nghĩ gì. Nói chung, thuốc đông y mặc dù uống sai, cũng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, đến lúc đó Lý Tuyền hoàn toàn có thể nói là hiệu quả trị liệu không tốt, một lần nữa kê cho cô bé một đơn thuốc khác là được. Nhưng vừa rồi Lục Vân đang quan sát ngón trỏ của cô bé thì phát hiện, bệnh tình của cô bé đã vô cùng nghiêm trọng, căn bản không cho phép trì hoãn thêm một lát nữa. Hoa văn ngón trỏ của trẻ em từ trong ra ngoài, có thể chia làm ba cửa gió, khí, mệnh, càng ra ngoài thì bệnh càng nặng. Mà hoa văn trên ngón trỏ cô bé, đã lan đến đầu ngón tay, đây là dấu hiệu cực kỳ nguy hiểm. Cho nên đơn thuốc canh bạch hổ này ăn vào, chính là giết người. Một cái tát, khiến Lý Tuyền bối rối, khiến rất nhiều bệnh nhân xếp hàng khám bệnh cũng bối rối. Không phải chỉ là chẩn đoán bất đồng thôi sao, sao lại vung tay? Bọn họ không biết bệnh tình của bé gái nghiêm trọng đến mức nào, cho nên căn bản không hiểu tâm tình Lục Vân lúc này. Chinh chiến sát phạt 5 năm, Lục Vân càng cảm nhận. Được sinh mệnh chân quý, nếu như hôm nay không ra tay, sẽ trơ mắt nhìn một sinh mệnh mất đi. Chuyện tàn nhãn như vậy, hắn làm không được. Đù! Lý Tuyền chật vật từ trên mặt đất bò dậy, trực tiếp phun ra một chữ thô tục, sau đó hổn hển gọi một cú điện thoại ra ngoài. Lâm Thanh Đàn, con mẹ nó rốt cuộc cô từ đâu đưa tới bệnh viện một tên thần kinh, quả thực vô pháp vô thiên. Điện thoại của hắn, chính là gọi cho Lâm Thanh Đàn. Lúc này Lâm Thanh Đàn còn đang nhập hàng ở tỉnh thành, không hiểu sao lại bị mắng một trận, buồn bực nói. Sao vậy bác sĩ Lý, thần kinh gì? Chính là tên xúc vật Lục Vân, sao cô lại tuyển tên này vào, cô bị mù sao? Bác sĩ Lý, Lục Vân là em trai tôi, xin anh nói chuyện tôn trọng một chút. Lâm Thanh Đàn nghe Lý Tuyền mắng Lục Vân là đồ chó, thanh âm cũng lạnh xuống. Em trai cô, Lý Tuyền sửng sốt một chút, sau đó lại càng thêm phẫn nộ rít gào, được lắm, tôi nghĩ sao hẳn lại dám đối đầu với tôi, hóa ra là em trai cô, Lâm Thanh Đàn, cô đã sớm nhìn tôi không vừa mắt đúng không, được, lão tử không làm ở Hạnh Lâm Đường nữa. Bác sĩ Lý, rốt cuộc anh đang nói cái gì vậy? Lâm Thanh Đàn còn chưa hỏi rõ đã xảy ra chuyện gì, Lý Tuyền đã cúp điện thoại. Gọi điện thoại cho Lục Vân, cũng không ai nghe máy. Lâm Thanh Đàn lòng nóng như lửa đốt, vội vàng lái xe đến Giang Thành, trong lòng thầm nhủ ngàn vạn lần không được xảy ra chuyện. Ngay lúc này, bên trong Hạnh Lâm Đường. Sau khi Lý Tuyền tắt điện thoại, lạnh mặt nói với Lục Vân, coi như hai chị em các cậu có dũng khí, lão tử rời khỏi Hạnh Lâm Đường, tôi xem y quán rách nát này của các cậu còn mở thế nào nữa. Nói xong hẳn liền tức giận đóng cửa cái rầm, hai người học trò cũng lập tức đi theo ra ngoài. Việc làm ăn của Hạnh Lâm Đường, trên cơ bản đều dựa vào danh tiếng của Lý Tuyền. Hiện tại hắn đi rồi, tự nhiên, những bệnh nhân kia cũng không có ý định ở lại. Trước khi rời đi, bọn họ nhao nhao chửi bới Lục Vân. Gặp phải một quỷ xui xẻo như vậy, đáng đời Hạnh Lâm Đường bị đóng cửa. Xếp hàng lâu như vậy,
thật vất vả mới xếp đến phiên mình, kết quả lại nháo ra chuyện như vậy, tâm tình ai có thể tốt đây? Tất cả bệnh nhân đều tức giận bỏ đi. Người phụ nữ kia cũng ôm bé gái chuẩn bị rời đi, Lục Vân lập tức đuổi theo nói, cô à, bệnh của con gái bà không thể kéo dài thêm nữa. Cậu câm miệng. Lục Vân vốn là có ý tốt, nhưng ai ngờ, người phụ nữ lại quay đầu hướng hắn giống to nói, nếu không phải bởi vì cậu, bệnh của con gái tôi sớm đã mất rồi, tôi cầu xin cậu đừng gây tai họa cho hai mẹ con chúng tôi, đi gây tai họa cho người khác đi. Lục Vân giật mình một chút. Ngay sau đó, vẻ mặt cũng lạnh lùng. Tôi chỉ nói một lần, món canh bạch hổ kia, con gái cô ăn vào chắc chắn sẽ chết, còn tin hay không thì tùy cô. Lục Vân làm sao không cảm thấy tiếc hận, chỉ là đôi khi, không phải tất cả thiện ý đều có thể nhận được hồi báo. Trước kia lão đạo sĩ sư phụ thường tự nói với mình, y thuật có thể nhân từ, nhưng đừng đi cầu xin người khác. Khi đó Lục Vân không thể hiểu được, hiện tại, anh đã hiểu. Mình còn là Vân Thiên Thần Quân danh chấn thiên hạ, đạo lý đơn giản như vậy, đến bây giờ mới hiểu. Lục Vân than nhẹ một tiếng, xoay người về tới Hạnh Lâm Đường. Về phần số phận cô bé như thế nào, mặc cho số phận đi. Mà người phụ nữ sau khi mắng một câu bệnh thần kinh, liền ôm con gái cô ta rời đi. Chỉ là, còn chưa đi được bao xa, bỗng nhiên, bé gái trong lòng dùng thanh âm cực kỳ yếu ớt nói một câu, mẹ, lạnh. Ngay sau đó, bái, một cỗ hàn ý khủng bố ập đến, khí nóng trên người cô bé hoàn toàn biến mất, thay vào đó là hơi lạnh bốc lên. Đây là bởi vì dương khí bên ngoài cơ thể cô bé đã hoàn toàn biến mất, vì vậy hàn khí ngưng tụ trong cơ thể hết thảy. Bộc phát ra, người phụ nữ cảm giác trong lòng mình, giống như đang ôm một khối hàn băng, trong nháy mắt liền luống cuống. Hàn khí, là hàn chứng. Vị bác sĩ trẻ vừa rồi chẩn đoán đúng. Người phụ nữ vội vàng nghiêng ngả lảo đảo chạy trở về, còn chưa vào cửa lớn Hạnh Lâm Đường đã bắt đầu khóc la, bác sĩ tôi sai rồi, con gái tôi là tỏa ra hàn chứng rồi, là. Hàn chứng, tôi không nên không nghe lời anh, xin anh cứu con gái tôi. Nhưng Lục Vân lúc này, lại không giống như lúc nãy, không vội vàng chạy lại trị liệu cho cô bé, mà lạnh nhạt nói một câu tâm không tin, bất trị. Dầm. Nước mắt người phụ nữ trong nháy mắt chảy không ngừng, biết Lục Vân đang trách cô, vì thế quỳ trên mặt đất, liều mạng dập đầu với Lục Vân. Bác sĩ, tôi biết sai rồi, là tôi vô tri, là tôi tin nhầm người, xin cậu nể tình Niếp Niếp nhà tôi nhỏ như vậy, tha thứ cho tôi lần này đi. Niếp Niếp nó vô tội mài. Người phụ nữ vẫn dập đầu, khóc thương tâm muốn chết. Lục Vân nhíu mày. Trầm ngâm một lát sau mới chậm rãi mở miệng nói, quên đi, nể mặt con gái cô, vào đi. Quả thật đúng như lời người phụ nữ nói, cô bé là vô tội, sai lầm của cô, không nên do cô bé gánh vác. Hơn nữa, người phụ nữ cũng chỉ là sốt ruột yêu con. Lục Vân rộng lượng tha thứ cho cô ta lần này. Cảm ơn bác sĩ, người phụ nữ mang ơn ôm con gái vào Hạnh Lâm Đường, theo yêu cầu của Lục Vân đem con gái đặt lên giường bệnh. Lúc này toàn thân cô bé đã lạnh lẽo, hô hấp cũng trở nên cực kỳ yếu ớt, có thể thấy được hàn khí trong cơ thể nặng bao nhiêu. Cô đi ra ngoài chờ một lát, Lục Vân kéo người phụ nữ ra, kéo rèm lên, vẻ mặt trở nên ngưng trọng. May mắn còn chưa uống canh bạch hổ, hàn khí của tiểu cô bé cũng đã bộc phát, nếu như không thì ngay cả Lục Vân cũng không dám chắc có thể cứu được. Ngay lập tức, mười mấy kim châm xuất hiện ở trong tay hắn, nhanh chóng đâm vào huyệt vị tương ứng trên người cô bé. Đồng thời, vô danh thần công trong cơ thể Lục Vân cũng nhẹ nhẹ vận chuyển lên, theo kim châm, dòng khí ấm áp từ từ tràn người của cô bé. Hồi dương cứu nghịch, độ hồn. Cứu người còn khó hơn giết người. Đã từng có một vị cường giả chí tôn Mễ Quốc, không phục Vân Thiên Thần Quân, vì thế mang theo một đám đồ tử đồ tôn đi tới Long Quốc biên cảnh, khiêu chiến uy nghiêm. Thiên Sáp Điện, kết quả bị Lục Vân một kiếm giết chết. Từ lúc ra tay đến khi kết thúc. Vẻ mặt của Lục Vân không chút biến đổi. Nhưng hôm nay, đối mặt với hàn chứng của cô bé, Lục Vân lại lộ ra vẻ mặt khó coi thế này. Thân thể của cô bé quá gầy yếu, căn bản không chịu được nổi chân khí mà hàn truyền vào. Lục Vân chỉ có thể tỉ mỉ cẩn thận khống chế chân khí. Cái này giống như là người có sức lực vô cùng lớn, tùy ý đánh ra một quyền thì núi non vỡ nát, thế mà giờ lại bả hẳn phải dùng một lực vô cùng nhỏ vừa đủ để giết một con kiến. Không được mạnh quá cũng không được nhẹ quá.
có thể tưởng tượng được có bao nhiêu khó khăn. Lần trị liệu này kéo dài hơn nửa canh giờ. Cuối cùng cô bé cũng oa một tiếng khóc lên, hàn chứng trên người triệt để được tiêu trừ, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng khôi phục một chút huyết sắc. Người phụ nữ ở bên ngoài rèm chờ lo lắng, cho đến khi nghe thấy tiếng khóc của con gái, một trái tim treo lơ lửng. Mới thả lỏng. Niếp niếp. Thấy Lục Vân ôm cô bé đi ra, người phụ nữ vội vàng chạy. Tới. Mẹ, niếp niếp hết lạnh rồi. Nghe thấy thanh âm của cô bé, nước mắt kích động của người phụ nữ lăn xuống. Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ, mạng của niếp niếp là cậu cứu về, cho dù là táng ra bại sản, tôi cũng sẽ báo đáp ngài. Người phụ nữ cảm kích nói. Lục Vân nhìn phụ nữ cảm một cái, quần áo mộc mạc, cũng không giống nhà phú quý gì, vì thế nói tiền khám 100 tệ. 100. Người phụ nữ có hơi sửng sốt. Đây là một mạng người, người phụ nữ đã chuẩn bị tốt đập nồi bán sắt để trả tiền chữa trị. Bác sĩ, ngài nói là, 100 sao? Người phụ nữ cẩn thận hỏi. 100 tệ, tiền còn lại mua thêm chút thực phẩm dinh dưỡng cho con bé ăn đi. Phù phù. Lục Vân vừa dứt lời, người phụ nữ hai mắt đẫm lệ quỳ xuống, chậm chạp không chịu đứng dậy, đến khi Lục Vân không kiên nhẫn nói, đừng quỳ, bệnh của con gái cô vừa khỏi, nhanh chóng mang con bé trở về nghỉ ngơi. Được, được, cảm ơn bác sĩ, niếp niếp, nhanh lên cảm ơn bác sĩ. Cảm ơn, anh, cô bé dùng thanh âm ngọt ngào nói. Hai mẹ con không ngừng nói lời cảm ơn, rời khỏi Hạnh Lâm đường. Lục Vân rốt cục cũng thở phào nhẹ nhõm, liên tục tập trung cao độ nửa canh giờ, đồng thời còn phải khống chế chân khí, nói thật, ngay cả Lục Vân đều có chút chịu không nổi. Nhưng nhìn thấy khuôn mặt tươi cười vui vẻ của cô bé khi rời đi, tất cả đều đáng giá. Ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần một lát. Đến khi mở mắt ra, đúng lúc thấy Lâm Thanh Đàn vội vã trở về, nóng vội hỏi, tiểu Lục Vân, cậu không sao chứ? Lục Vân lắc đầu nói, em không sao. Chị hai chị từ từ thôi đừng gấp. Không có việc gì là tốt rồi. Lâm Thanh Đàn thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó lại trách cứ, tại sao tôi gọi điện thoại cho cậu mà cậu không bắt máy, có biết tôi lo lắng cho cậu đến mức nào không? Lục Vân lấy di động ra nhìn, quả thật có 20 mấy cuộc gọi nhỡ, đều là Lâm Thanh Đàn gọi. Lúc Lâm Thanh Đàn gọi điện thoại, Lục Vân đang khuyên bảo người phụ nữ kia, cho nên không nghe điện thoại, sau đó lại gặp phải bệnh tình nguy kịch của cô bé. Để tập trung quốc tinh thần trong lúc trị bệnh, Lục Vân đã tắt tiếng điện thoại di động. Không nghĩ tới để cho chị hai lo lắng như vậy. Lục Vân rất áy náy. Mau nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lâm Thanh Đàn hiện tại đang mù mờ, vừa trở về liền thấy Lục Vân một mình đứng ở Hạnh Lâm đường, Lý Tuyền không ở đây, người bệnh cũng không ở đây, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Vì thế Lục Vân liền kể lại việc vừa xảy ra. Không nghĩ tới trong y quán của chị lại nuôi một hung thủ giết người, mà hắn còn có mặt mũi gọi điện thoại tới chất vấn chị. Lâm Thanh Đàn cực kỳ tức giận. Bản thân cô cũng học y, sau khi nghe xong bệnh tình của Lục Vân miêu tả, liền biết ai đúng ai sai. Hơn nữa, cô khẳng định lựa chọn tin tưởng Lục Vân. Lục Vân an ủi nói, chị hai, đừng nóng giận, đồ bại hoại như vậy, đi càng tốt, giữ hẳn sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Lâm Thanh Đàn thở dài một tiếng, lúc trước chị mời hẳn, là bởi vì hẳn là đệ tử của Dư Lão, không nghĩ tới y đức lại bại hoại như vậy. Cô cũng rất bất đắc dĩ. Luận y thuật, Lâm Thanh Đàn cũng không cho rằng trình độ của mình thấp hơn Lý Tuyền, chỉ là danh tiếng không bằng Lý Tuyền. Ai bảo người ta là đệ tử của Quốc Y Đại Sư chứ? Nếu như Lâm Thanh Đàn không tự mình đi ra mở phòng khám, mà lựa chọn tiếp tục ở lại Bệnh viện Trung Y Giang Thành làm việc. Chỉ cần tiếp tục chịu đựng thêm vài năm, danh tiếng của cô khẳng định cũng sẽ nổi tiếng như hắn. Nhưng mà, điều khiến Lâm Thanh Đàn buồn bực chính là, sau khi cô cự tuyệt sự theo đuổi của con trai chủ nhiệm khoa, liền bị cả khoa cô lập. Phi ân lòng. Vì thế Lâm Thanh Đàn liền từ chức sau đó ra ngoài mở phòng khám. Nhưng mà tự mình mở phòng khám, đâu phải chuyện dễ dàng như vậy. Chị Lâm. Lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên đi tới một cô gái trẻ tuổi. Lâm Thanh Đàn nhìn thấy cô, ngữ khí nhu hòa nói, tiểu tính, vất vả cho cô hôm qua đã làm thay giúp tôi. Cô gái đi vào này tên là Hà Tính, cũng là bác sĩ khám bệnh của Hạnh Lâm Đường, vừa mới tốt nghiệp đại học không đến một năm, không có kinh nghiệm gì nhiều. Hà Tính nói, chị Lâm, chuyện của bác sĩ Lý, em đã nghe nói rồi, chị cũng đừng quá buồn.
Lâm Thanh Đàn vui mừng cười nói, không nghĩ tới lúc này cô còn có thể đến an ủi tôi, thật sự là có tâm. Chị Lâm, thật ra, em tới xin chị từ chức. Hà Tĩnh do dự một hồi, đột nhiên mở miệng nói. Cái gì, Tiểu Tĩnh cô muốn từ chức? Lâm Thanh Đàn khó có thể tin mở to hai mắt. Cô gái tên Hà Tĩnh này, lúc mới tới Hạnh Lâm Đường, nền tảng y học vô cùng kém cỏi, đại khái chính là ở trường không. Học hành gì? Trước khi đến Hạnh Lâm Đường, cô đã ứng tuyển rất nhiều bệnh viện, kết quả đều thất bại. Khi đó Lâm Thanh Đàn hỏi cô, có nguyện ý học lại lần nữa hay không? Hà Tĩnh nói nguyện ý, hơn nữa còn tỏ vẻ mình vô cùng hối hận đối với chuyện học hành của mình hồi đại học. Nếu có thể làm lại lần nữa, nhất định sẽ không sống uổng phí như vậy. Lâm Thanh Đàn cảm thấy thái độ của nàng không tệ, hơn nữa Hạnh Lâm Đường cũng thiếu người, liền tuyển cô ta vào. Trong thời gian một năm sau đó, Lâm Thanh Đàn vẫn sắm vai vừa thầy vừa bạn, mỗi lần Hà Tĩnh gặp phải vấn đề không hiểu, cô đều dốc lòng chỉ đạo, cho đến khi Hà Tĩnh có thể một mình đóng vai chính, một mình ngồi khám bệnh. Có thể nói như vậy, tuy rằng hai người không có lấy nữa lời xưng hô thầy trò, nhưng trên thực tế Lâm Thanh Đàn là thầy của Hà Tĩnh. Ngày hôm qua Hà Tĩnh giúp cô thay ca, thật ra Lâm Thanh Đàn hoàn toàn có thể không cần phải trả lương cho cô A, nhưng cô không làm vậy, ngược lại còn trả lương gấp đôi bình thường, có thể nói là tình nghĩa đều vẹn tròn. Tuy nhiên, điều khiến Lâm Thanh Đàn không ngờ tới chính là, Hà Tĩnh lại từ chức vào lúc này. Tiểu Tĩnh, chẳng lẽ bình thường tôi đối xử với cô còn chưa đủ tốt sao? Lâm Thanh Đàn đau lòng hỏi. Không phải, chị Lâm, chị đối với em rất tốt. Vậy tại sao cô còn muốn từ chức? Là bởi vì tôi, em quyết định đi thi nghiên cứu sinh, chị biết đấy, hiện tại áp lực cạnh tranh của bệnh viện lớn rất kinh khủng, không có bằng cấp cao, rất khó chen vào. Hơn nữa, em cũng không muốn cả đời ở trong bệnh viện nhỏ. Giọng Hà Tĩnh càng lúc càng nhỏ, ánh mắt né tránh, không dám nhìn thẳng vào mắt Lâm Thanh Đàn. Lâm Thanh Đàn ngây ngẩn cả người. Lý do này, cô căn bản không phản bác được, cũng không thể làm ảnh hưởng đến tiền đồ của người ta chứ. Bản thân Lâm Thanh Đàn lại là một người mềm lòng, tuy rằng thất vọng, nhưng vẫn gật đầu nói, cô có chí hướng thi nghiên cứu sinh là chuyện tốt, chúc cô may mắn, theo tôi đi lĩnh lương tháng này đi. Cảm ơn chị Lâm. Sau khi Hà Tĩnh cầm tiền lương rời đi, cả người Lâm Thanh Đàn như bị rút cạn khí lực, ngồi phịch xuống ghế. Hạnh Lâm Đường tổng cộng chỉ có 3 vị bác sĩ. Hiện tại đã rời đi 2 vị, quả thực là họa vô đơn chí. Hơn nữa, không có Lý Tuyền, sau này Hạnh Lâm Đường sẽ vô cùng khó khăn. Nhìn vẻ mặt chán nản của chị Thanh Đàn, Lục Vân không đành lòng, an ủi chị hai, bọn họ sẽ hối hận, hơn nữa, không phải chị còn có em sao. Lâm Thanh Đàn liếc Lục Vân một cái, cười khổ nói, cậu ngay cả giấy chứng nhận hành nghề cũng không có, còn đến an ủi hỏi chị. Giấy chứng nhận hành nghề y, nếu em muốn. Bất cứ lúc nào cũng có thể có. Chỉ biết khoác lác. Một lát sau, Lâm Thanh Đàn lấy lại tinh thần, nghiêm túc hỏi, Tiểu Lục Vân, em thật sự muốn làm một bác sĩ sao? Lục Vân cho rằng ý của chị hai là hỏi hắn có đồng ý ở lại Hạnh Lâm Đường làm việc hay không, cho nên liền gật gật đầu. Kỳ thật cái này cũng không tính là trái lương tâm của hắn. Lục Vân không có hứng thú với công ty quản lý, cũng không có hứng thú với quán bar của chị Yên Nhi. Thứ duy nhất cảm thấy hứng thú, có thể chính là Hạnh Lâm Đường của chị hai. Nếu như có thể giúp chị hai phát triển Hạnh Lâm Đường, cũng là một loại lựa chọn tốt. Nhưng Lục Vân không biết, lúc này Lâm Thanh Đàn lại có suy nghĩ khác. Ngày hôm sau, Hạnh Lâm Đường không mở cửa, bởi vì Lâm Thanh Đàn đi đến một nơi cô vô cùng không muốn đi bệnh viện Trung Y Giang Thành. Hôm qua cô hỏi Lục Vân có phải thật lòng muốn làm bác sĩ hay không? Ý định ban đầu thật ra là muốn giúp hẳn tìm một công việc ở bệnh viện. Bởi vì đối với tương lai của Hạnh Lâm Đường, Lâm Thanh Đàn cũng không biết sẽ đi đâu về đâu. Lâm Thanh Đàn biết Lục Vân am hiểu Trung Y, cho nên nơi thích hợp nhất để hẳn làm việc, chính là Bệnh viện Trung Y Giang Thành. Mục đích lần này của cô, là đi xin lỗi. Nhưng mà, đến Bệnh viện Trung Y mới biết được, hôm nay là sinh nhật Hồ Siêu, con trai chủ nhiệm khoa, một đám người bọn họ. Đã đến Bách Vị Cư liên hoan. Lâm Thanh Đàn đi tới Bách Vị Cư, nghe thấy tiếng huyên náo bên trong, tâm tình của cô đột nhiên khẩn trương. Hít sâu vào. Cuối cùng Lâm Thanh Đàn vẫn gõ cửa đi vào. Khi người trong phòng nhìn thấy người tới là Lâm Thanh Đàn, trong nháy mắt liền an tĩnh lại, cho đến khi đi qua một. Hồi lâu, mới có một thanh âm có gai vang lên.
Nha, đây không phải Lâm đại mỹ nữ sao, không đi theo tên bạn trai cao phú soái của cô đi, chạy tới đây làm gì? Nói chuyện là một phụ nữ, ăn mặc trang điểm xinh đẹp, chính là Mã Dung Dung ngày hôm qua lúc tránh mưa đã gặp qua. Lâm Thanh Đàn có chút lo lắng nói, ta tới tặng quà sinh nhật cho Hồ Công Tử. Cái gì, cô tặng quà sinh nhật cho Hồ Công Tử? Tất cả mọi người trong phòng đều sửng sốt, khi nhìn thấy. Trong tay Lâm Thanh Đàn quả nhiên mang theo một hộp quà, vẻ mặt đều trở nên quái dị. Trước kia khi Hồ Siêu điên cuồng theo đuổi Lâm Thanh Đàn cũng không cho hắn sắc mặt tốt, hôm nay lại chủ động tới tặng quà sinh nhật. Mặt trời mọc ở phía tây rồi. Vẻ mặt Mã Dung Dung cổ quái nói, sao thế, bạn trai cao phú soái kia của cô có chỗ nào không được nên giờ đến tìm Hồ Công Tử rồi sao? Ngày hôm qua cô ta bị Lục Vân sỉ nhục như vậy, còn bị nước bẩn bắn tung tóe khắp người, cho nên cục tức vẫn còn chưa nuốt xuống được, lúc này mới bắt được cơ hội, vì thế liền cố ý nói ra những lời như vậy để châm chọc Lâm Thanh Đàn. Mặc dù không thích Mã Dung Dung, nhưng Lâm Thanh Đàn vẫn giải thích một câu, Lục Vân là em trai tôi. Lúc này, một thanh niên mặt mày có chút hung ác nham hiểm đứng lên nói, có chuyện gì cô cứ nói thẳng đi, tôi cũng không tin cô tốt bụng như vậy, đặc biệt tới đây mừng sinh nhật tôi. Anh ta chính là Hồ Siêu, con trai của chủ nhiệm khoa châm cứu của Bệnh viện Trung y thành phố Giang Thành. Lâm Thanh Đàn vẻ mặt áy náy nói, Hồ Công Tử, trước kia là tôi không đúng, tôi không nên lạnh nhạt với anh như vậy. Đừng nha Lâm đại mỹ nữ, cô như vậy làm tôi sợ đấy, cô không sai. Là Hồ Siêu tôi vô sỉ mặt dày cho nên mới theo đuổi cô lâu như thế. Hồ Siêu cắt ngang lời của Lâm Thanh Đàn, biểu tình lạnh như băng, trong lòng kỳ thật đã vui sướng đến mức muốn hét lên. Xem đi, quanh đi quẩn lại lâu như vậy, cuối cùng vẫn phát hiện Hồ Siêu tôi, mới là người đối với cô tốt nhất. Nào, buông xuống sự cao ngạo của cô, tận tình lấy lòng tôi, không chừng tôi mềm lòng sẽ đồng ý cho cô theo đuổi. Hồ Siêu trong lòng thầm sảng khoái. Loại tâm tình này, giống như một cây si, đau khổ theo đuổi nữ thần không có kết quả, đang lúc nản lòng thoái chí, nữ thần lại đột nhiên buông cái giá xuống, chủ động theo đuổi ngược lại mình. Hồ Siêu đương nhiên đắc ý. Nhưng lúc này, Mã Dung Dung lại đột nhiên tiến đến bên tai Hồ Siêu nhỏ giọng nói, Hồ Công Tử, tôi cảm thấy bên trong chắc chắn có âm mưu. Cô nói xem, cậu nghĩ xem, Lâm Thanh Đàn cũng đã rời khỏi bệnh viện Trung y lâu như vậy. Có quỷ mới biết hai năm nay cô ta có bao nhiêu bạn trai, hơn nữa, thái độ trước đây của cô ta đối với cậu lãnh đạm như vậy, sao hôm nay lại nhiệt tình đến thế? Nói thẳng trọng điểm, Hồ Siêu không kiên nhẫn nói. Ánh mắt Mã Dung Dung lóe lên, căn cứ vào kinh nghiệm của tôi mà phân tích, tôi cảm thấy cô ta muốn tìm người thay thế. Người thay thế? Ba chữ này vừa nói ra, Hồ Siêu trực tiếp tái mặt, cả giận nói, được lắm Lâm Thanh Đàn. Lại muốn tìm Hồ Siêu tôi làm người thay thế, cô thật cho rằng tôi dễ bắt nạt vậy sao? Hồ Siêu tức giận, nói chứ, trên đời này làm sao có chuyện bánh nhân thịt từ trên trời rơi xuống, thì ra là coi mình là người thay thế, quả. Thực khinh người quá đáng. Những người khác bắt đầu cũng cảm thấy kỳ quái, thẳng đến nghe Hồ Siêu tiếng giống giận này, mới phản ứng lại. Đúng rồi. Nhất định là Lâm Thanh Đàn ở bên ngoài chơi đủ rồi, cho. Nên mới chạy về tìm Hồ Công Tử. Nhất định là như vậy, nếu không thì sao giải thích cho hợp lý đây? Thật không biết xấu hổ an. Ánh mắt mọi người nhìn về phía Lâm Thanh Đàn đều thay đổi, tràn ngập vẻ khinh bỉ. Bên cạnh những y tá trẻ tuổi có ý với Hồ Siêu, một bên lộ ra biểu tình ghét bỏ, một bên cười nhạo, thật sự là ngực to không có não, cô ta muốn tìm người thay thế cũng nên đi tìm người khác. Sao lại dám tìm tới Hồ Công Tử, đây không phải liếc mắt một cái đã bị vạch trần sao? Các người đừng nói bậy, ngay cả bạn trai tôi cũng chưa từng có, làm sao có thể tìm người thay thế chứ? Vô duyên vô cớ bị những người này nói xấu, Lâm Thanh Đàn thiếu chút nữa tức đến phát khóc. Ha ha, vậy người đàn ông lái xe sang trọng hôm qua là ai? Tôi nói rồi, ha là em trai tôi. Ha ha, thật sự là buồn cười, cô nói cậu ta là em trai cô. Tôi nói cậu ta chính là bạn trai cô, chơi xong liền đá cô, cho nên hôm nay cô mới tới tìm Hồ Công Tử để lấp đầy khoảng trống. Tôi không có, vậy cô giải thích đi, cô hôm nay tới đây có mục đích gì? Đối mặt với câu hỏi hùng hổ dọa người của Mã Dung Dung, hốc mắt Lâm Thanh Đàn dần đỏ lên, la lớn, tôi chỉ muốn hòa hoãn quan hệ với Hồ Công Tử, tương lai để em trai tôi đến bệnh viện Trung Y làm việc,
không phải tới tìm anh ta làm người thay thế gì cả. Bên trong nhất thời yên tĩnh trong chốc lát, đây là lý do của Lâm Thanh Đàn. Nhưng mà, khóe miệng Hồ Siêu lại giật giật. Con mẹ nó, hóa ra là tới tìm mình nhờ vả, còn thua cả tới tìm hẳn làm người thay thế nữa. Tướng mạo Lâm Thanh Đàn cực đẹp, dáng người cũng vô cùng quyến rũ, nói không chừng khi lên giường cũng. Hồ Siêu tuyệt không ngại đùa giỡn với Lâm Thanh Đàn, dù sao đây cũng là nữ thần hẳn thèm nhỏ dãi, chỉ cần chờ sau khi chơi xong, lại giống như bạn trai cũ của cô ta đá cô ta đi. Nhưng mà, Lâm Thanh Đàn lại nói cô ta tới nơi này, chỉ là vì giúp em trai tìm một công việc tốt, ý tứ không phải là nói Hồ Siêu hắn, đến tư cách làm kẻ thay thế cũng không có sao. Thật sự là quá đáng. Hồ Siêu quả thực tức muốn nổ tung. Không đúng. Lúc này, Mã Dung Dung phát hiện lỗ hổng, nghi ngờ nói, cô vừa rồi không phải nói ngày hôm qua cái tên Cao Phú Soái chính là em trai của cô sao? Xin hỏi em trai của cô có tiền như vậy, vì sao còn muốn tới bệnh viện trung y làm việc? Có lý, em trai cô là người có tiền như vậy, muốn công việc gì không được. Còn cần cô tới cầu Hồ công tử. Cho nên, Lâm Thanh Đàn nhất định là đang nói dối. Không biết vì sao, khi nghe được mình vẫn còn có cơ hội làm người thay thế, trong lòng Hồ Siêu lại vui vẻ. Đương nhiên, hẳn không thể biểu hiện ra ngoài, nếu không người khác còn có thể cho rằng hẳn bị thần kinh. Tôi mặc kệ cô có mục đích gì, muốn hòa hoãn quan hệ với tôi cũng không phải là không có khả năng. Hồ Siêu dừng một chút, sau đó quay đầu nói với một đồng nghiệp bên cạnh, đi bày long môn trận cho cô ấy. Được. Đồng nghiệp lập tức dùng ly rượu bày long môn trận trên mặt đất, đổ đầy rượu trắng. Hồ Siêu cười lạnh nói, Lâm đại mỹ nữ, đừng nói tôi không cho cô cơ hội, chỉ cần cô vượt qua long môn trận, tất cả đều dễ thương lượng. Sắc mặt Lâm Thanh Đàn trong nháy mắt trắng bệch. Trên mặt đất có mười mấy ly rượu trắng, đối với người chưa bao giờ uống rượu như cô mà nói, đây chính là một loại tra tấn. Thấy Lâm Thanh Đàn sững sờ ở đó, Mã Dung Dung cười nhạo nói, sao, cô tới cầu xin Hồ công tử, mà không có thành ý như vậy sao? Sắc mặt Lâm Thanh Đàn càng ngày càng khó coi, trong lòng nổi lên trống vắng, vì thế đem ánh mắt xin giúp đỡ, nhìn về phía một người đàn ông trung niên bên cạnh Hồ Siêu. Người đàn ông trung niên chính là chủ nhiệm khoa châm cứu, cũng chính là cha của Hồ Siêu, Hồ Vĩ Bình. Ông ta vẫn luôn ở đây, chỉ là không lên tiếng, bởi vì đây là chuyện của thế hệ trẻ, ông ta không muốn quản nhiều. Lâm Thanh Đàn nhìn về phía ông ta, chính là hy vọng ông ta có thể nể mặt cộng sự trước kia, nói đỡ cho mình mấy câu. Tuy nhiên, đối mặt với ánh mắt xin giúp đỡ của Lâm Thanh Đàn, Hồ Vĩ Bình lựa chọn không nhìn. Lâm Thanh Đàn nhất thời cảm thấy tuyệt vọng, đúng lúc. Này, chuông điện thoại di động của cô đột nhiên vang lên. Chị hai, hôm nay Hạnh Lâm Đường sao không mở cửa, chị đi đâu vậy? Người gọi điện thoại chính là Lục Vân. Hắn còn muốn hôm nay đi qua giúp chị hai, ai biết vừa chạy tới cổng, cửa Hạnh Lâm Đường vẫn đóng kín, chị cả. Cũng không biết đi nơi nào. Chị đang ở Bách Vị Cư, hiện tại có chút việc phải làm, lát nữa sẽ liên lạc với em. Nói xong liền cúp điện thoại. Nhưng mà giờ phút này ánh mắt Lục Vân đột nhiên phát lạnh. Tuy rằng chị hai cái gì cũng không nói, nhưng từ trong giọng của chị hai có thể đoán ra được. Và, từ trong tạp âm điện thoại, Lục Vân nghe thấy có người đang nói, uống rượu còn nghe điện thoại, đây là thái độ cầu xin người khác của cô ta sao? Điều đó nói lên điều gì? Chứng tỏ có người đang ép rượu chị hai. Chị hai tôi nếu xảy ra chuyện gì, mặc kệ là ai. Hôm nay, thiên sát phương tôi giết cả nhà ngươi. Lục Vân giống giận một tiếng, hai tay kéo hư không, lập tức thân thể hóa thành một đạo lưu quang, bay thẳng đến Bách Vị Cư. Hiện giờ ở Bách Vị Cư, tình cảnh rất giằng co. Lâm Thanh Đàn bắt đầu nảy sinh ý thoái lui, nhưng vừa nghĩ tới tiểu Lục Vân vừa biến mất 15 năm khó khăn lắm mới trở lại, mà bản thân lại không làm gì cho hắn thì cảm. Thấy áy náy, cho nên cô lấy hết dũng khí nói. Không phải là hơn 10 ly rượu trắng thôi sao, vì tiểu Lục Vân, trả bất cứ giá nào cũng được. Lâm Thanh Đàn run rẩy bưng lên một ly rượu trắng. Hồ Siêu đứng đối diện, cười lạnh. Hồ Vĩ Bình thờ ơ lạnh lùng. Mã Dung Dung thì không thể chờ thêm một khoảnh khắc nào nữa, cô ta muốn nhìn thấy dáng vẻ say xỉn của Lâm Thanh Đàn, cô ta vội vàng đi đến bên cạnh nói, uống rượu. Còn lề mề, cô không dám uống đúng không, tôi tới giúp cô. Mã Dung Dung bưng một ly rượu trắng lên, chuẩn bị tự mình động thủ,
rót vào miệng Lâm Thanh Đàn. Nhưng đúng lúc này, bùm, cửa phòng bao đột nhiên bị người ta đá văng ra, ngay sau đó, một thân ảnh đang đằng sát khí vọt vào. Chính là Lục Vân. Người trong phòng có chút kinh sợ. Một lát sau, Hồ Siêu từ trong kinh hãi phục hồi tinh thần lại, giận dữ quát, con mẹ nó, mày là thằng nào nhảy vô thế, không nhìn đây là nơi nào à? Lục Vân cũng không đáp lại. Thay vào đó hắn hung hăng nhìn chằm chằm Mã Dung Dung trước mặt. Chỉ thấy, Mã Dung Dung đang một tay nằm mặt Lâm Thanh Đàn, chuẩn bị rót rượu trắng vào bên trong miệng cô. Sát ý trong nháy mắt hắn phun ra. Đáng chết, cô dám đối xử với chị hai tôi như vậy, cô có tin không, lão tử làm thịt cô. Lục Vân gầm nhẹ mi âng, túm chặt tóc Mã Dung Dung, bóp lấy cổ của cô ta xách lên treo lơ lửng. Mã Dung Dung sợ đến choáng váng. Những người khác trong phòng cũng bị dọa không dám, thở mạnh một tiếng. Từ đâu mọc ra ông nội này thế? Mày, mày đánh phụ nữ, mày có còn là đàn ông không? Hồ Siêu tuy rằng cũng chột dạ, nhưng vì giữ mặt mũi của mình, vẫn đứng ra nói một câu. Tuy nhiên, hẳn vừa dứt lời. Bốp, một tiếng bạt tai vang lên, làm mọi người trợn mắt thêm lần nữa. Hồ Siêu che mặt, khó có thể tin nói cha, cha đánh con làm gì? Không thể tin được. Bởi vì người mà Hồ Siêu hâm mộ chính là người cha người chủ nhiệm của hắn, Hồ Vĩ Bình. Hồ Vĩ Bình thanh âm run rẩy nói, đánh mày một cái là nhẹ cho mày rồi, mày có biết Lục tiên sinh là người như thế nào không? Hẳn cũng rất hoảng hốt. Ngày hôm đó, sau khi buổi đấu giá kết thúc, Hồ Vĩ Bình đem chuyện Lục Vân thi triển cửu chuyển hồi dương châm ở buổi đấu giá, nói cho thầy của ông biết, ai ngờ. Thầy của ông ta lại kích động đến hộc máu tại chỗ. Hồ Vĩ Bình sợ hãi, không biết thầy của mình sao lại kích động thành ra như thế. Tóm lại, sau ngày đó, thầy của ông ta dùng ngữ khí ra lệnh nói cho. Ông ta biết, nhất định phải tìm được Lục Vân, ông ta muốn, bái Lục Vân làm sư phụ. Sư phụ muốn bái Lục Vân làm thầy. Hồ Vĩ Bình lúc ấy cả người đều choáng váng, vì thế vội vàng đi tìm Liễu Yên Nhi, hy vọng Liễu Yên Nhi có thể nói cho. Ông ta biết phương thức liên lạc của Lục Vân. Nhưng bởi vì lúc trước hai bên không thoải mái với nhau, cho nên Liễu Yên Nhi không cho Hồ Vĩ Bình cơ hội gặp mặt. Hồ Vĩ Bình sứt đầu mẻ trán. Hôm nay mặc dù là sinh nhật con trai ông ta, nhưng Hồ Vĩ Bình lại không vui nổi, bởi vì thầy của ông ta lại gây áp lực hỏi việc tìm Lục Vân như thế nào rồi. Cho nên vừa rồi lúc Lâm Thanh Đàn nhờ ông ta giúp đỡ, là bởi vì trong lòng Hồ Vĩ Bình đang phiền muộn, hoàn toàn không muốn làm gì cả. Nhưng ông ta nằm mơ cũng không ngờ. Lâm Thanh Đàn lại là chị hai của Lục Vân. Hồ Vĩ Bình thật hận không thể lấy cục gạch, tự đập chết mình. Vốn Lục Vân đã không hài lòng với mình, hiện tại ông ta khẳng định Lục Vân càng thêm phản cảm với mình. Mà vào lúc này, sắc mặt Mã Dung Dung đã đỏ lên, bả đầu trợn trắng mắt, nhưng Lục Vân lại không có dấu hiệu buông tay, dường như thật sự muốn bóp chết Mã Dung Dung ở chỗ này. Tiểu Lục Vân, đừng, đừng gây ra tai nạn chết người. Lâm Thanh Đàn sợ Lục Vân thật sự bóp chết Mã Dung Dung, như vậy hắn cũng sẽ vào tù bóc lịch cho nên bảo hắn dừng tay. Lâm Thanh Đàn không đành lòng nhìn đệ đệ xa cách 15 năm, vừa trở về đã bị tường sắt ngăn cách, cho nên không ngừng khẩn cầu. Lục Vân lúc này mới buông lỏng tay, lạnh lùng nói, cô hẳn là may mắn, chị hai tôi là người thiện lương, nếu không, hôm nay cho dù là thiên vương lão tử tới, cũng không cứu được cô. Mã Dung Dung ngã trên mặt đất. Ôm cổ không ngừng ho. Khan. Lục Vân lại nhìn thoáng qua rượu trăng trên mặt đất, nhướng mày, long môn trận. Ai bày? Hôm nay mặc dù là sinh nhật con trai ông ta, nhưng Hồ Vĩ Bình lại không vui nổi, bởi vì thầy của ông ta lại gây áp lực hỏi việc tìm Lục Vân như thế nào rồi. Cho nên vừa rồi lúc Lâm Thanh Đàn nhờ ông ta giúp đỡ, là bởi vì trong lòng Hồ Vĩ Bình đang phiền muộn, hoàn toàn không muốn làm gì cả. Nhưng ông ta nằm mơ cũng không ngờ. Lâm Thanh Đàn lại là chị hai của Lục Vân. Nhất thời, đồng nghiệp của Hồ Siêu thiếu chút nữa bị dọa tè ra quần, vội vàng lách nổi nói, vâng. Là Hồ Siêu bảo tôi bày. Ánh mắt Lục Vân đột nhiên chuyển hướng về phía Hồ Siêu. Hồ Siêu run lên bần bật. Hồ Vĩ Bình vội vàng nói, Lục tiên sinh, trước đó chúng tôi thật sự không biết, Lâm cô nương là chị hai của cậu. Tôi cho ông nói chuyện à. Lục Vân quát lạnh một tiếng. Khiến Hồ Vĩ Bình lập tức nghẹn họng,
Ngay khi tất cả mọi người cho rằng Lục Vân sẽ xông lên đánh Hồ Siêu một trận, lại nghe Lục Vân cười lạnh một tiếng nói, Long Môn trận đúng không, tôi tới uống thay chị hai. Nói xong hắn liền bưng lên một chén rượu. Hồ Vĩ Bình vẻ mặt hoảng sợ nói, Lục tiên sinh, không được, ngàn vạn lần không được. Nhưng mà, Lục Vân đã nốc một ly rượu trắng vào bụng. Hồ Vĩ Bình xoay người lại tát lên mặt Hồ Siêu một cái, hét lớn, xúc sinh. Xúc sinh, còn thất thần đứng ra đó làm gì? Mau, rót cho tao hai chén rượu. Hồ Siêu tuy rằng không rõ cha mình tại sao lại sợ hãi như vậy, nhưng vẫn ngoan ngoãn rót hai chén rượu trắng. Hồ Vĩ Bình bưng hai ly rượu trắng lên, nhéo mũi nuốt xuống. Mà lúc này, Lục Vân đã uống xong chén thứ hai. Hồ Vĩ Bình vội vàng đuổi theo hai ly. Sau đó, mỗi lần Lục Vân uống một ly, Hồ Vĩ Bình lại hoảng sợ nhận lấy hai ly, ở giữa gần như không dừng lại. Rất nhanh, Hồ Vĩ Bình liền khom lưng kịch liệt nôn mửa. Rót rượu, con mẹ nó tao bảo mày rót rượu, nôn. Hồ Vĩ Bình vừa nôn, vừa uống, chỉ cần Lục Vân không dừng lại, hắn cũng không dám dừng lại. Đối lập với chật vật của Hồ Vĩ Bình, mặt Lục Vân vẫn không có gì thay đổi, một ly lại một ly rượu chẳng xuống bụng, phảng phất giống như là đang uống nước sôi. Mỗi lần uống, hắn lại tiến thêm một bước. Bước cuối cùng, đùng, Lục Vân trực tiếp đi tới Hồ Siêu trước mặt, vẻ mặt lạnh lùng, Long Môn trận đã qua, anh định thế nào? Long Môn trận đã qua, anh định thế nào? Những lời này, giống như lời của ác ma, đem gan mật Hồ Siêu dọa đều sắp nứt ra. Lục Vân lúc này, đang đứng ở trước mặt hắn, chăm chú nhìn hắn, đôi mắt đen nhánh lạnh lẽo kia, giống như là cửu u địa ngục nhìn không thấy đáy. Toàn thân Hồ Siêu đều bị một cỗ sợ hãi bao vây. Hôm nay, rốt cuộc hẳn trêu chọc tới ai rồi a? Bên cạnh, Hồ Vĩ Bình thình thịch một tiếng ngã xuống đất, trước khi mất đi ý thức, còn không quên phát ra một tiếng nói nhỏ thống khổ, Lục tiên sinh, .xin, lỗi. Ngay sau đó, Hồ Siêu cũng quỳ trên mặt đất, bang 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 đem đầu đập trên sàn nhà gõ. Anh ta không biết tại sao cha mình lại sợ Lục Vân. Nhưng mà, anh ta thật sự bị khí thế khủng bố của Lục Vân dọa cho. Sợ, có đôi khi sợ hãi của một người, thật sự sẽ bị lây nhiễm. Trong phòng, tất cả mọi người nín thở ngưng thần, chỉ có tiếng Hồ Siêu điên cuồng dập đầu trên sàn nhà thanh, cho đến khi giống cha của anh ta không chịu nổi nữa mà ngất đi. Chuyện gì xảy ra, người nào ăn gan hùm mật gấu dám gây sự ở bách vị cư của tôi? Đột nhiên, một thanh âm của người đàn ông trung niên từ ngoài cửa vang lên, ngay sau đó liền thấy một đám người bận đồ đen, dẫn đầu vọt vào phòng. Ông chủ Ngô, người gây chuyện là Hẳn, mau bắt Hẳn lại đánh một trận đi. Mã Dung Dung có lẽ là thật sự điên rồi, thật vất vả mới thoát một kiếp, lại lập tức chạy ra ngoài cửa, cáo trạng với người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên sửng sốt, cô là. Tôi là Mã Dung Dung, ông chủ Ngô, ông quên rồi ư, chúng ta từng làm ăn. Câm miệng, nam nhân trung niên vội vàng quát dừng Mã Dung Dung, hắn đương nhiên nhớ tới người phụ nữ trước mắt này. Đại khái là chuyện nửa tháng trước, lúc ấy người đàn ông trung niên chạy đi giải sầu, vừa vặn nhìn thấy Mã Dung Dung đang nhảy nhót. Mã Dung Dung tuy rằng tướng mạo bình thường, nhưng thẳng ở tuổi trẻ, hơn nữa còn biết ăn mặc, vốn là 6 điểm nhan sắc, sau khi trang điểm có thể đạt tới 8,5 điểm. Hơn nữa cô ăn mặc hở hang, kỹ thuật nhảy lại đẹp, rất nhanh đã hấp dẫn ánh mắt của người đàn ông trung niên này, vì thế ông ta tiến lên bắt chuyện. Mã Dung Dung vừa thấy đó là một người giàu có, trêu chọc với người đàn ông trung niên 2-3 câu, liền đi theo lăn. Ra giường, sau đó còn kiếm được một khoản lớn. Người đàn ông trung niên vừa rồi cắt ngang lời Mã Dung Dung, chính là sợ cô không biết giữ mồm giữ miệng. Dù sao loại chuyện này, chỉ cần song phương biết rõ là được. Nhưng mà, có người gây rối ở địa bàn của ông ta là sự thật, cho nên mặc kệ là giúp Mã Dung Dung ra mặt, hay là vì lập quy củ của bách vị cư, ông ta cũng không có lý do gì ngồi yên không quản. Hôm nay người tới gây rối, phải nghiêm trị. Người đàn ông trung niên nổi giận đùng đùng đi vào phòng. Mã Dung Dung cười lạnh chỉ về phía Lục Vân, ông chủ Ngô, chính là tiểu tử này, ông xem hắn đem bàn ghế của ông biến thành bộ dáng gì, không chỉ như thế, hẳn còn đánh khách của ông ra nông nỗi này. Không cần người đàn ông trung niên nhiều lời, đám vệ sĩ của Hẳn đã xoa tay ép về phía Lục Vân. Lúc này,
đã thấy Lục Vân hờ hững liếc người đàn ông trung niên một cái, tôi ở chỗ này làm việc, ông có ý kiến. Cái nhìn này, trực tiếp đem người đàn ông trung niên dọa đến hai chân đều mềm nhũn. Trời ạ, sao lại là sát thần này? Người đàn ông trung niên nhớ rất rõ, ngày họp báo ra mắt sản phẩm mới của tập đoàn Khuynh Thành, chính là người thanh niên này, khiến cho tất cả phóng viên truyền thông quỳ xuống xin lỗi. Quan trọng nhất, người ta nói thế, thanh niên này, là em vợ của Vân Thiên Thần Quân. Đây con mẹ nó là chuyện gì an? Giờ phút này, đội trưởng Bảo Tiêu đã chuẩn bị động thủ với Lục Vân, trong miệng kêu la tiểu tử, sao mày dám nói? Chuyện với ông chủ tao như thế, có tin hay không tao? Bốp! Tên đội trưởng còn chưa dứt lời, người đàn ông trung niên đã xông lên, tát anh ta một bạt tai, sau đó cung kính cúi đầu nói với Lục Vân, Lục tiên sinh, thật sự xin lỗi, thủ hạ không hiểu chuyện, quấy rầy ngài. Người đàn ông trung niên này, chính là người cầm quyền. Ngô gia đưa lên đơn đặt hàng 1 tỷ cho tập đoàn Khuynh Thành, Ngô Thành Hoa. Bách Vị Cư, chính là sản nghiệp của Ngô gia hắn. Một màn bất thình lình xảy ra, làm cho tất cả mọi người lại há to cả miệng. Đây là tình huống gì? Nhất là những y tá trẻ tuổi đi theo Hồ Siêu đến dự sinh nhật, lúc trước chủ nhiệm khoa bị dọa sắc mặt tái nhợt, các. Cô liền tò mò thân phận của Lục Vân. Hiện tại, ngay cả ông chủ lớn của Bách Vị Cư cũng cung kính với Lục Vân. Hắn rốt cuộc, là ai đây? Các y tá trẻ tuổi chưa từng thấy qua cảnh như vậy. Mã Dung Dung cũng ngây dại, khó có thể tin tưởng nói, ông chủ Ngô. Ngô, có phải ông nhận lầm người, tiểu tử này? Bùm! Ngô Thành Hoa nhanh chân tiến lại đá cô ta một ô has, trực tiếp đem Mã Dung Dung đạp bay qua một bên. Đồ khốn, dám bất kính với Lục tiên sinh, người đâu, tát sưng miệng cô ta, sau đó lột sạch quần áo kéo ra đường cái. Ngô Thành Hoa cả giận nói. Vâng, rất nhanh Mã Dung Dung liền thét chói tai bị kéo ra. Ngoài, đến cuối cùng cô ta cũng không rõ, Lục Vân rốt cuộc có thân phận gì. Ngô Thành Hoa vẻ mặt cười làm lành nói với Lục Vân, Lục tiên sinh, về sau loại chuyện này, trực tiếp để Ngô Mỗ làm thay là được, cần gì phải để ngài tự mình động thủ. Lục Vân lạnh lùng quét hẳn một cái, cho ngươi làm thay, chị hai tôi còn có thể yên ổn đứng ở chỗ này. Trong lòng Ngô Thành Hoa run lên, chị hai của ngài là. Ánh mắt hẳn quét qua một vòng, thấy Lâm Thanh Đàn, lập tức chạy tới nhận lỗi. Hiện trường có không ít phụ nữ, nhưng một đám đều lộ ra vẻ mặt sợ sệt, vừa nhìn đã biết không phải là chị hai của Lục tiên sinh. Chỉ có Lâm Thanh Đàn, vẻ mặt tương đối bình thường. Cho nên Ngô Thành Hoa thoáng cái liền nhận ra. Nói xin lỗi xong, Ngô Thành Hoa lại cung kính nói với Lục. Vân, Lục tiên sinh. Vì biểu đạt lòng xin lỗi của tôi nguyện ý đem Bách Vị Cư tặng cho ngài, hy vọng ngài không ghét bỏ. Mọi người xôn xao. Tòa Bách Vị Cư này là sản nghiệp quan trọng của Ngô gia, Ngô Thành Hoa lại muốn tặng cho Lục Vân. Ai có thể nói cho tôi biết, Lục tiên sinh này, rốt cuộc con mẹ nó, là thân phận gì an. Nhưng mà làm mọi người càng thêm kinh hãi còn ở phía sau, chỉ thấy Lục Vân đạm mạc khoát tay nói, tôi không có hứng thú. Trên khuôn mặt tinh xảo của Lâm Thanh Đàn, thần sắc tràn đầy tò mò nhìn chằm chằm Lục Vân, giống như đang nhìn một thứ kỳ quái. Những người đó tò mò thân phận của Lục Vân, cô cũng tò mò như vậy. Tại sao Hồ Vĩ Bình lại sợ tiểu Lục Vân? Vì sao ông chủ Bách Vị Cư cũng sợ tiểu Lục Vân? Lâm Thanh Đàn giống như một con mèo nhỏ tò mò, túm lấy Lục Vân hỏi không ngừng. Lục Vân bất đắc dĩ, đành phải nói cho cô biết, lúc trước ở phòng đấu giá Đông Chính. Hẳn thi triển ra cửu chuyển hồi dương châm, có thể là làm Hồ Vĩ Bình khiếp sợ, cho nên mới không dám đắc tội với mình. Về phần Ngô Thành Hoa, vậy thì giải thích rõ hơn. Lúc trước chuyện của tập đoàn Khuynh Thành, có Ngô Thành Hoa ở hiện trường, cho nên ông ta sợ Lục Vân cũng rất bình thường. Giải thích như vậy, Lâm Thanh Đàn cảm thấy, hợp lý, thật sự là quá hợp lý, quả thực không có một chút sơ hở nào. Về phần thân phận thật sự của Lục Vân, Vân Thiên Thần Quân. Tại sao không nói cho Lâm Thanh Đàn, không phải bởi vì hắn cố ý không nói, mà là bởi vì có nói chị hai cũng không tin. Tựa như lúc trước ở trước mặt chị Khuynh Thành, Lục Vân trực tiếp nói ra thân phận của mình là Vân Thiên Thần Quân. Nhưng Khuynh Thành tỷ công chế giễu hắn một trận. Thì lần này chị hai đương nhiên cũng sẽ không tin. Cái này cũng giống như một người bạn tốt bên cạnh bạn, đi ra ngoài lang bạt 15 năm, lúc trở về đột nhiên nói với bạn, người ta đã là người giàu nhất thế giới.
ai tin? Trừ khi bạn phải đem số tài khoản của mình cho người ta xem, thì may ra. Nếu làm như vậy thân phận của Lục Vân càng thêm khó giải thích. Cho dù trên người hẳn có một số vật có thể chứng minh thân phận của mình, nhưng các chị phỏng chừng chỉ là nghe nói qua cái tên Vân Thiên Thần Quân này, còn sâu xa bên trong chắc không biết đến, cho nên cho dù Lục Vân có cố gắng chứng minh thì mọi người cũng chưa chắc nhận ra. Lúc này, Lâm Thanh Đàn đột nhiên nhớ ra điều gì đó, hỏi, đúng rồi em trai, vừa rồi em uống nhiều rượu chẳng như vậy, sao lại không có chuyện gì? Chị vừa nói em mới nhớ ra, quả thật đúng là có chút say. Lục Vân cố gắng làm cho mình có biểu hiện không giống như người bình thường, nói xong liền lảo đảo ngã vào lòng chị hai. Lâm Thanh Đàn tin là thật, vội vàng đón một chiếc taxi, đưa Lục Vân trở về Hạnh Lâm đường. Một đường sóc này, Lục Vân lại không cảm thấy khó chịu chút nào, trong lòng cảm khái, có chị hai ở đây, thật tốt. Trở lại Hạnh Lâm đường. Đối diện phòng khám có một cửa hàng đang xây sửa lại. Trước kia đối diện Hạnh Lâm đường, là một cửa hàng bán bánh bao, hai ngày nay vừa mới dọn đi, cũng không biết lần này là bị người nào kéo xuống. Rất nhanh, ngày hôm sau bọn họ liền biết đáp án. Chỉ thấy Lý Tuyên vẻ mặt cười lạnh đi vào Hạnh Lâm đường nói, bà chủ Lâm, vẫn khỏe chứ? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 3.